Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19 giờ 15 phút hàng ngày. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 8 của bộ truyện Mạc Tổng Cương Triều Cô Vợ Sát Thủ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 8. Lạc Gia Tuyết che đi vẻ bối rối trên mặt, lần nữa lộ ra vẻ mặt đáng thương, nói: "Chân tướng chính là như vậy. Mời anh xin lỗi tôi." Chu Tử Vũ cau môi nở nụ cười. "Bây giờ quan hệ công chúng của ngành giải trí đều giao cho nghệ sĩ tự làm sao?" Lạc Gia Tuyết: "Cô đã quay xong phim rồi, vẫn chưa có quảng cáo tiếp." Lúc này, sau cú sốc ban đầu khi Chu Tử Vũ xuất hiện trong phát sóng trực tiếp, bây giờ đã có rất nhiều lời mắng mỏ. "Chu Tử Vũ không biết xấu hổ sao? Đều đã như vậy còn muốn đi ra tẩy sạch, còn hất máy quay của phóng viên xuống đất, xem ra hậu đài rất cứng. Làm ra một việc bẩn thỉu như vậy, vinh vậy mà còn uy hiếp người khác, có tiền đúng thật là có quyền." Chu Tử Vũ dám quang minh chính đại xuất hiện như vậy, nói muốn tiết lộ chân tướng, chẳng lẽ thực sự là có ân tình gì? Lầu trên đường tẩy, Chu Tử Vũ có thể lật bàn, tôi trực tiếp ăn. Đối diện với ống kính, Lạc Gia Tuyết lại rơi nước mắt. "Chu Tử Vũ tiên sinh, nếu như đã xuất hiện trong buổi họp báo thì xin hãy xin lỗi tôi và người nhà của tôi. Hy vọng truyền thông Thiên Thành có thể mời Trình Giao và Đặng Nghị công khai xin lỗi." Phóng viên dưới khán đài lần nữa láo loạn, chen lấn phỏng vấn Chu Tử Vũ. "Xin hỏi Chu Tử Vũ tiên sinh, anh có muốn công khai xin lỗi cô Lạc Gia Tuyết hay không?" "Trình Giao và Đặng Nghị bị anh liên lụy, trong lòng anh có thấy áy náy không?" "Ảnh chụp ở quán karaoke bị tung lên mạng, nói đời tư của anh hỗn loạn, xin hỏi rốt cuộc là thế nào?" "Xin hỏi có phải anh có quan hệ không đứng đắn với nhiều phụ nữ? Cuộc sống riêng tư của anh có thuận tiện tiết lộ không?" Chu Tử Vũ trợn mắt, hét lớn một tiếng: "Các người mù sao? Bức ảnh đó là chụp nửa khuôn mặt, đó là tôi sao? Có chút đầu óc được không? Nhìn rõ là được rồi." Lạc Gia Tuyết nhìn vẻ mặt thở hổn hển của Chu Tử Vũ, nhịn mới không có bật cười, giọng cô ta có chút kích động: "Anh có cách phủ nhận hết những việc này à? Toàn bộ giới giải trí đều biết anh là ai. Ảnh chụp kia không phải anh thì có thể là ai?" "Là tôi." Giọng nói thản nhiên của một người đàn ông đột nhiên vang lên từ cửa. Phóng viên nhao nhao quay đầu, Lạc Gia Tuyết cũng nhìn ra ngoài cửa. Người đàn ông mặc vest xuất hiện ở cuối lối đi, dáng vẻ phong trần, có chút không kiên nhẫn, tháo kính râm đi vào hội trường, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Chu Tử Vũ, nhìn chằm chằm Lạc Gia Tuyết: "Người trong bức ảnh là tôi, cô có muốn chụp cận cảnh tôi để so sánh một chút?" Phóng viên sửng sốt, Lạc Gia Tuyết sửng sốt, tất cả mọi người xem truyền hình trực tiếp đều sửng sốt. Chu Tử Phạm sao lại đến đây? Chẳng phải nói hai người họ là anh em cùng cha khác mẹ sao? Còn chống lưng cho nhau, còn chủ động thừa nhận mình có cuộc sống riêng tư hỗn loạn. Chu Tử Phạm dựa vào chỗ ngồi, nhìn lướt qua phóng viên: "Người trong bức ảnh là tôi, không phải Tử Vũ. Có vấn đề gì?" "Anh Chu Tử Phạm, xin hỏi cuộc sống riêng tư của anh vẫn luôn như thế này?" Phóng viên đặt lại câu hỏi: "Anh quan tâm tới đời tư của tôi làm gì?" "Tôi không kết hôn hay yêu đương gì, đi hộp đêm cũng không quỳt nở, anh quản được sao?" Chu Tử Phạm trừng anh ta. Chu Tử Vũ á khẩu, so với anh trai của mình, anh ta tính khí vẫn còn quá tốt. Người xem livestream sững sờ, nói có vẻ hợp lý. Người ta là quý tộc độc thân, ông hoàng độc thân, cũng không phải nhân vật công chúng, đi hộp đêm có gì sai? Chu Tử Phạm thực sự rất khó chịu, anh ta thậm chí còn chưa tỉnh ngủ, vội vàng chạy từ anh về nước, cũng bởi vì Lạc Thi Ngưng nháo chuyện, còn có đám phóng viên này không ngừng phỏng vấn, anh ta rời giường rất tức giận. Chu Tử Phạm xoa xoa thái dương, gọi một nhân viên công tác đến, kêu anh ta đi rót một cốc nước, anh ta cần thanh tịnh một chút mới có thể đối phó với đám người này. Lạc Gia Tuyết xem xét vấn đề này không hỏi nổi nữa, lập tức nói: "Mặc dù Chu Tử Phạm tiên sinh đã làm rõ sự việc bức ảnh cho Chu Tử Vũ, nhưng vấn đề bữa tiệc vẫn chưa được giải quyết. Tôi hy vọng truyền thông Thiên Thành có thể nhanh chóng cho tôi một câu trả lời xác định. Tôi không cần bồi thường gì cả, tôi chỉ muốn một lời xin lỗi." Chu Tử Phạm uống một ngụm nước, lại dụi dụi mắt,
liếc nhìn Lạc Gia Tuyết giống như vừa mới tỉnh ngủ, hắng giọng một cái. Thiên Thành xác định trả lời cô. Không xin lỗi. Chu Tử Vũ nở một nụ cười phốc phốc. Anh của anh ta không đi Tướng Thanh, thật là đáng tiếc. Tướng Thanh là một loại khúc nghệ của Trung Quốc, dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt. Lạc Gia Tuyết sững sờ, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ bừng. Anh Chu Tử Phạm, chuyện này không liên quan đến anh, xin anh tự trọng. Chu Tử Phạm lấy tay chống cằm nhìn cô ta. Làm sao lại không liên quan đến tôi? Lạc Gia Tuyết chừng anh ta. Cho dù anh là anh trai của Chu Tử Vũ, nhưng mà trong công việc, thậm chí là về phương diện pháp lý gì, vẫn là để anh ta giải quyết theo đúng thủ tục. Anh dựa vào cái gì mà nói Thiên Thành sẽ không xin lỗi? Chu Tử Phạm nâng quai hàm, lắc đầu bất lực. Dựa vào tôi là tổng giám đốc của Thiên Thành, được không? Lạc Gia Tuyết sửng sốt, tất cả mọi người dưới khán đài đều sửng sốt. Chu Tử Phạm vừa mới nói cái gì? Anh ta là tổng giám đốc của Thiên Thành? Họ nghe nhầm không? Bọn họ hô hoán lâu như vậy, ông chủ thần long của Thiên Thành thấy đầu không thấy đuôi kia lại là Chu Tử Phạm sao? Vậy Chu Tử Vũ là gì? Là tiểu vương gia của Thiên Thành. Cái hậu đài này cũng không phải cứng bình thường, nhưng mà thế giới này hơi quá huyền ảo đi. Mà lúc này livestream đã vỡ tổ. What? Chu Tử Phạm thực sự là tổng giám đốc của Thiên Thành? Hôm nay livestream này kiếm hời lớn. Ông chủ Thiên Thành bí ẩn lâu như vậy, giờ lại bại lộ. Chu Tử Phạm và Chu Tử Vũ thực sự trông giống nhau, cả hai đều rất đẹp trai. Anh trai tổng tài bá đạo thật đẹp trai. Ông lớn ngành giải trí, ông lớn xin chữ ký. Lạc Gia Tuyết căng thẳng trong lòng, làm sao có thể, hỏi lâu như vậy cô ta cũng chưa nghe đến ông chủ Thiên Thành là ai. Hơn nữa Chu Tử Phạm gần đây lẽ ra phải ở nước Anh, sao có thể đột nhiên trở về. Cô ta hiện giờ có chút hoảng. Chu Tử Phạm và Chu Tử Vũ xem ra quan hệ rất tốt, Chu Tử Phạm kia sẽ giải quyết chuyện này như thế nào? Lạc Gia Tuyết buộc mình phải bình tĩnh, sẽ không có chuyện gì. Cô ta đã chuẩn bị mọi thứ. Đoạn video đó đã sớm tuyên án tử hình Chu Tử Vũ rồi. Cho dù Chu Tử Phạm ra tay giải quyết cũng không thể cứu được Chu Tử Vũ và Trình Giao. Nhìn thấy vẻ mặt khó tin của đám người, Chu Tử Phạm ảo não xoa xoa mi tâm. Tôi chưa nói qua sao? Tôi là tổng giám đốc của Thiên Thành. Mọi người á khẩu. Anh thực sự chưa nói qua? Lạc Gia Tuyết nhìn Chu Tử Phạm, nước mắt lạch cạch rơi xuống, dáng vẻ đáng thương, nức nở nói. Chu Tử Phạm tiên sinh, tôi chỉ là một nghệ sĩ mới ra mắt. Những chuyện của ngành giải trí tôi đều không hiểu. Tôi chỉ muốn một câu xin lỗi. Điều này rất quá đáng sao? Tại sao Thiên Thành lời xin lỗi tối thiểu cũng không thể cho tôi? Chu Tử Phạm lắc đầu. Tôi nói Thiên Thành không xin lỗi. Nếu cô muốn Trình Giao và Đặng Nghị nói xin lỗi, chuyện này tôi không quản được. Cô nói chuyện với ông chủ của bọn họ đi. Lạc Gia Tuyết lại sửng sốt. Ông chủ của bọn họ? Ông chủ của Chu Tử Vũ bọn hắn không phải là Chu Tử Phạm sao? Cô ta bỏ lỡ thông tin quan trọng nào sao? Chu Tử Phạm nói gì cô ta nghe không hiểu. Chu Tử Vũ cười nhạo một tiếng. Tôi thực sự rất khâm phục cô vì diễn xuất quá xuất sắc. Tôi thực sự không nói lại cô. Không thể làm gì khác là đưa bà chủ tôi ra ngoài. Lúc này tất cả mọi người trong buổi họp báo đều ngửa dài cổ chờ ông chủ của Chu Tử Vũ xuất hiện. Mọi người đều cho rằng Chu Tử Vũ vẫn là nghệ sĩ của Thiên Thành. Bây giờ Chu Tử Phạm với tư cách là tổng giám đốc của Thiên Thành công khai tuyên bố Chu Tử Vũ có ông chủ khác. Vậy hôm nay bọn họ là muốn gặp được người thần bí đó. Trên livestream cũng ngừng mắng chửi Chu Tử Vũ, tất cả chờ mong ông chủ lớn xuất hiện. Tất cả mọi người đều đang mong chờ. Ở cửa nơi họp báo, cuối hành lang, một người phụ nữ mảnh mai bước ra ngược ánh đèn. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ống tay áo có viền lá sen, trông thêm mấy phần hoạt bát. Nửa người dưới mặc chiếc chân váy đen ngắn, lộ ra hai chân tinh tế. Trên chân đi một đôi giày cao gót tăng đan. Tóc dài được uốn xõa ở sau lưng, đôi mắt trong suốt, giống như một cô sinh viên thực tập lạc bước vào điểm hẹn. Phóng viên đều sửng sốt. Cô gái trẻ này là ai? Lạc Gia Tuyết cũng sửng sốt. Lạc Thiên Ngưng, cô ta tới làm gì? Tới để cầu tình cho Chu Tử Vũ hay là vì Trình Giao cầu tình?
Lạc Thiên Ngưng bỏ qua những ánh mắt dò xét của mọi người, đi từng bước đến trước mặt Lạc Gia Tuyết, cười nhẹ. Lạc Gia Tuyết, không nhận ra tôi sao? Lạc Gia Tuyết cười lạnh. Lạc Thiên Ngưng, tới đây cọ nhiệt sao? Lạc Thiên Ngưng vuốt ve tóc hai bên tai, vòng qua bàn dài, vững vàng ngồi bên cạnh Chu Tử Vũ, nhìn Lạc Gia Tuyết, ánh mắt giống như đang nhìn một kẻ ngốc. Cô hướng tới mặt ống kính, môi son khẽ mở. Xin chào mọi người, tôi là bà chủ và là người đại diện của Chu Tử Vũ. Tôi họ Lạc, tôi sẽ thay Chu Tử Vũ xử lý chuyện bữa tiệc. Toàn trường yên tĩnh. Cô gái trẻ này là bà chủ của Chu Tử Vũ. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười nói thêm. Ngoài ra, tôi muốn nói rõ hợp đồng giữa Chu Tử Vũ tiên sinh và Thiên Thành đã hết hạn. Bây giờ anh ấy, Đặng Nghị và Trình Giao đã ký hợp đồng với truyền thông Thiên Mặc. Vì sao còn xin các vị truyền thông chiếu cố nhiều hơn? Các phóng viên là sửng sốt. Ai cũng nghĩ rằng ba ngôi sao đang được nhắc đến nhiều nhất là nghệ sĩ của truyền thông Thiên Thành. Bây giờ lắc mình một cái đã chuyển thành cô gái này. Sau đó bọn họ khinh thường cười. Cái gì mà truyền thông Thiên Mặc, bọn họ chưa từng nghe đến. Nhất định là một cái xưởng nhỏ không có danh tiếng. Chu Tử Vũ chắc chắn là đã bị Thiên Thành chấm dứt hợp đồng trước rồi mới có thể gia nhập vào một công ty nhỏ như vậy. Vì các truyền thông lớn đều ở đây, như vậy hôm nay hãy giải quyết triệt để chuyện này. Lạc Thiên Ngưng nói, quay sang Lạc Gia Tuyết hỏi. Cô Lạc Gia Tuyết, cô yêu cầu Chu Tử Vũ tiên sinh xin lỗi, lý do là gì? Lạc Gia Tuyết nhìn vào mắt Lạc Thiên Ngưng, trong lòng hơi bối rối. Lạc Thiên Ngưng quá tự tin khiến cô ta sợ hãi. Nhưng mọi chuyện đã đến mức này, không có đường quay đầu lại. Lạc Gia Tuyết chỉ vào màn hình. Vào ngày liên hoan phim, Chu Tử Vũ đã xông vào phòng của tôi. Tính cô ta còn chưa nói hết đã che miệng khóc nức nở, khiến các phóng viên và khán giả có mặt không khỏi thương cảm cho cô ta. Lạc Thiên Ngưng mặt không đổi, nói. Được rồi, tôi hiểu rồi. Lạc Gia Tuyết nói Chu Tử Vũ đã xông vào phòng của cô ấy, dục tốc bất đạt, gây tổn hại lớn đến thể chất và tinh thần của cô, đúng không? Lạc Gia Tuyết gật đầu không nói gì. Lạc Thiên Ngưng nói. Chuyện này quả thực không thể coi thường. Thật tình cờ, tôi chỗ này cũng có được một đoạn video giám sát rất hoàn chỉnh. Mời mọi người xem lại một lần nữa. Lạc Thiên Ngưng cố ý nhấn mạnh rất hoàn chỉnh, đưa USB cho nhân viên công tác. Sau đó, video được phát trên màn hình lớn. Lạc Gia Tuyết nhìn thấy video, trong lòng cười lạnh. Video này không khác gì của cô ta. Video của cô ta không phải là giả, xem bao nhiêu lần cũng vậy. Nhưng đột nhiên trong video xuất hiện tạp âm. Tiếp đó, rõ ràng truyền đến cuộc đối thoại. Trước khi Chu Tử Vũ bị đuổi ra khỏi phòng, Lạc Gia Tuyết quấn khăn tắm chạy ra ngoài, cuộc trò chuyện bắt đầu. Trong video, Chu Tử Vũ chưa định hình được tình hình đã cài cúc áo lại, nói. Sao lại là cô? Trình Giao đâu? Lạc Gia Tuyết nức nở nói. Trình Giao? Anh đang nói cái gì vậy? Chu Tử Vũ miễn cưỡng sửa sang lại quần áo. Đây không phải là phòng của Trình Giao sao? Sao cô lại ở đây? Lạc Gia Tuyết chỉ vào anh ta, giống to. Chu Tử Vũ, anh tên lưu manh này, anh thế mà có hành động khiếm nhã với tôi. Chu Tử Vũ sững sờ, giống lại. Mẹ nó, cô có bệnh không? Lão tử mắt mù, hiếm lạ khiếm nhã cô. Lúc này, trợ lý của Lạc Gia Tuyết chạy tới an ủi Lạc Gia Tuyết, sau đó vội vàng bảo Chu Tử Vũ rời đi. Chu Tử Vũ lấy điện thoại di động ra, vừa đi lên cầu thang vừa gọi điện thoại. Trong video mơ hồ nghe thấy một câu. Trình Giao, cô đang ở đâu? Lúc này video kết thúc, sắc mặt của Lạc Gia Tuyết tái mét. Cô ta không hiểu tại sao video của Lạc Thiên Ngưng lại có âm thanh. Video giám sát không phải là không có âm thanh sao? Phóng viên cũng sửng sốt. Cho nên Chu Tử Vũ muốn làm hành động bất lịch sự, không phải với Lạc Gia Tuyết mà là Trình Giao. Kết quả vô tình làm tổn thương Lạc Gia Tuyết. Lạc Thiên Ngưng ngày hôm nay tới để làm gì? Nói cho bọn họ biết Chu Tử Vũ yêu thích Trình Giao. Lạc Thiên Ngưng quay sang Lạc Gia Tuyết, nói. Tôi có hai vấn đề muốn hỏi cô Lạc, mời cô trả lời tôi. Vấn đề gì? Lạc Gia Tuyết nuốt nước bọt. Cô ta cảm thấy Lạc Thiên Ngưng sẽ không để cô ta dễ dàng đi như vậy. Thứ nhất,
Cô nói Chu Tử Vũ xông vào phòng và kéo khăn tắm của cô xuống. Nhưng tại sao ở trong video anh ta lại nói rằng anh ta đến phòng để tìm Trình Giao? Thứ hai, nếu Chu Tử Vũ, một người đàn ông trưởng thành, quyết định xúc phạm cô, kéo khăn tắm của cô xuống, cô làm thế nào để thoát khỏi anh ta mà không có người trợ giúp đuổi anh ta ra khỏi phòng? Lạc Thiên Ngưng nói xong, chờ đợi câu trả lời của Lạc Gia Tuyết. Không riêng gì Lạc Thiên Ngưng, tất cả mọi người đều đang chờ câu trả lời của Lạc Gia Tuyết. Hai câu hỏi của Lạc Thiên Ngưng khiến họ nhận ra rất nhiều chi tiết mà họ đã bỏ qua trước đó. Lạc Gia Tuyết chậm chạp không mở miệng. Lạc Thiên Ngưng nói, không bằng tôi giúp cô trả lời. Kỳ thực rất đơn giản, bởi vì cô đang nói dối. Chu Tử Vũ căn bản không có xúc phạm cô. Anh ấy thực sự muốn đi tìm Trình Giao, kết quả thấy cô ở trong phòng, lập tức rời khỏi phòng. Không cần cô ra tay đuổi anh ấy đi. Là thế này phải không? Không, không phải, không phải như thế. Chu Tử Vũ nghĩ tôi là Trình Giao, cho nên động tay động chân với tôi. Tôi hét lên, anh ta mới phát hiện mình nhận nhầm người. Là như vậy, là như vậy. Lạc Gia Tuyết lập tức bịa ra một câu chuyện mới. Trên mặt cô ta lộ ra vẻ hoảng sợ, tựa hồ như bị kinh sợ cực độ. Vậy nên cô Lạc Gia Tuyết thừa nhận Chu Tử Vũ không phải đến tìm cô? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Đúng, không phải. Anh ta đi tìm Trình Giao. Tôi không biết quan hệ giữa hai người họ là như thế nào. Anh ta nhận nhầm người. Lạc Gia Tuyết nói lắp bắp. Cô ta không quản được nhiều như vậy. Cô ta chỉ cần là hủy đi Chu Tử Vũ, liền có thể hủy hoại Trình Giao. Lạc Thiên Ngưng không phải là bà chủ sao? Cô liền cùng bọn họ bị hủy hoại. Không ngờ mọi chuyện lại xoay chuyển thế này. Các phóng viên cũng vô cùng chấn kinh. Chu Tử Vũ không phải cố ý quấy rối Lạc Gia Tuyết, hóa ra là vào phòng tìm Trình Giao. Vậy anh ta và Trình Giao có quan hệ gì? Xin hỏi Lạc tiểu thư, quan hệ giữa Chu Tử Vũ và Trình Giao là gì? Chu Tử Vũ có quan hệ không chính đáng với Trình Giao. Họ định công khai mối quan hệ của mình sao? Hay là vẫn còn có ân tình gì khác? Chuyện giữa các nghệ sĩ như vậy, với tư cách là bà chủ, cô có biết không? Trình Giao lên tiếng vì Chu Tử Vũ là bởi vì bọn họ có quan hệ yêu đương sao? Hay là bởi vì Chu Tử Vũ có chỗ dựa là Chu Tử Phạm? Phóng viên mồm năm miệng mười hỏi. Lạc Thiên Ngưng giơ tay ra hiệu cho mọi người bình tĩnh. Đầu tiên, Chu Tử Vũ và Trình Giao là quan hệ đồng nghiệp bình thường trong công ty, không tồn tại bất kỳ mối quan hệ không đứng đắn nào cả. Xin mọi người đừng nên hiểu lầm. Tại sao đêm đó Chu Tử Vũ lại đi vào phòng tìm Trình Giao? Mời mọi người xem màn hình lớn. Trên màn hình lớn hiện lên hình ảnh tin nhắn của điện thoại di động, hiện ra tin nhắn từ một số lạ tối hôm đó. Tôi là Trình Giao, tôi đang ở phòng tắm 0523, cứu tôi. Đây là tin nhắn do điện thoại di động của Chu Tử Vũ nhận được vào đêm hôm đó. Anh ấy tưởng nhầm là Trình Giao đã xảy ra chuyện, nên vội vàng chạy vào phòng, chưa kịp xác minh số phòng của Trình Giao. Trên thực tế, phòng của Trình Giao là 0532. Đêm đó Trình Giao không hề nhắn tin cho Chu Tử Vũ một tin nào cả. Chứ đừng nói cái gì mà phòng tắm. Vậy nên là có người đã cố tình nhắn tin để dụ Chu Tử Vũ đến phòng 0523. Lạc Thiên Ngưng phân tích rõ ràng. Màn hình lớn lại chiếu danh sách đăng ký phòng nghệ sĩ ở trong đêm đó. Trình Giao đúng là phòng 0532. Lạc tiểu thư, xin hỏi cô là đang ám chỉ Lạc Gia Tuyết tiểu thư hãm hại Chu Tử Vũ tiên sinh sao? Một phóng viên lập tức hỏi. Lạc Thiên Ngưng cong môi. Cuối cùng phóng viên cô mua chuộc cũng đứng dậy bắt nhịp. Lạc Gia Tuyết lập tức nói, Tôi không có gửi tin nhắn. Tôi làm sao có thể làm ra loại chuyện như vậy? Lạc Thiên Ngưng cười nói, cô không làm. Vậy còn trợ lý của cô thì sao? Lạc Thiên Ngưng nhìn trợ lý nhỏ đứng bên cạnh Lạc Gia Tuyết, khẽ cười. Chúng tôi tra được dãy số lạ kia được mua bởi thẻ căn cước của trợ lý của cô. Cô trợ lý nhỏ này đương nhiên có thể nói là cô ta một tay chủ tính chuyện hãm hại Chu Tử Vũ. Mà Thiên Mặc truyền thông sẽ lập tức kiện cô ta vì tội phỉ báng. Cô trợ lý nhỏ hoảng hốt, cô ta chỉ nhận tiền làm việc, không muốn ngồi tù. Cô ta bị dọa đến khóc. Không phải tôi, không phải tôi. Lạc Gia Tuyết bảo tôi làm chuyện này, không phải tôi đâu, đừng kiện tôi. Lạc Gia Tuyết đứng dậy, đẩy cô ta ngã xuống đất. Cô tại sao lại muốn hãm hại tôi như vậy?
Lúc nào tôi bảo cô làm chuyện như vậy? Tức hồn hển, xoay người chỉ vào Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng, video này của cô là giả. Cô từ đâu lấy ra? Làm sao có thể có âm thanh? Nhất định là giả. Cô ta không tin. Khách sạn này thuộc sản nghiệp Tống gia, Lạc gia cũng có cổ phần. Cô ta đã ra lệnh không cho phép làm dò dỉ video giám sát. Lạc Thiên Ngưng làm sao có thể có được video? Trên màn hình lớn đổi sang một bức ảnh khác, bỗng nhiên viết Đế Hào thuộc sản nghiệp của Tống gia. Lạc Thiên Ngưng không đếm xỉa, nói: khách sạn Đế Hào là sản nghiệp của Tống gia, cũng chính là tài sản của vị hôn phu của cô. Cho nên cô Lạc đương nhiên muốn ở nơi nào thì ở, muốn lấy video giám sát thì lấy. Mà chúng tôi vốn là không lấy được. Thế nhưng thật khéo, một tuần trước khách sạn Đế Hào đã được nhỏ Tống bán đi, cho nên tôi lấy được video giám sát thực sự. Còn về phần tại sao lại có âm thanh thì phải cảm ơn nhân viên kỹ thuật của công ty chúng tôi tăng độ nét cùng phần giải âm thanh. Cái gì gọi là nhân viên kỹ thuật? Thực ra Lạc Thiên Ngưng đã cách một Thái Bình Dương gửi video cho Kali, nhờ cô ấy làm rõ âm thanh một chút. Kali thăm hỏi gia đình của cô, nhân tiện nói về vấn đề này, nói ngành công nghiệp giải trí khá thú vị. Toàn hội trường xôn xao, tất cả khán giả theo dõi livestream đều ngẩn người, ai ngờ mọi chuyện này xoay chuyển lớn như vậy. Cho nên chính là Lạc Gia Tuyết sử dụng trợ lý dụ Chu Tử Vũ vào phòng. Chu Tử Vũ cắn câu, Lạc Gia Tuyết hãm hại anh ta mà đóng khung chính mình. Mọi người, đây không phải là thực sự đóng phim sao? Lạc Gia Tuyết cũng quá biết diễn đi. Cả mạng đều ở đây tìm công đạo cho cô ta, kết quả tất cả đều là do cô ta tự làm ra chuyện xấu. Cho nên Chu Tử Vũ hoàn toàn không có chạm vào cô ta. Chẳng trách Chu Tử Vũ nói anh ta có mù mới chạm vào cô ta. Người phụ nữ này thật là đáng sợ, chính mình dựng nên một màn kịch như vậy. Liên hoan phim nợ cô ta giải nữ diễn viên xuất sắc nhất. Không ai để ý Chu Tử Vũ là đi tìm Trình Giao sao? Đây là CP thần tiên gì vậy? Vậy nên Trình Giao lên tiếng vì cô ấy biết Chu Tử Vũ vô tội. Chu Tử Vũ tàn huyết phản sát. Tôi liền biết người đàn ông của tôi nhất định không sai. Vị nào vừa nói Chu Tử Vũ lật bàn được sẽ livestream ăn đâu rồi? Cho tôi thấy cánh tay của anh. Lạc Gia Tuyết hoàn toàn hoảng loạn. Cô ta không ngờ rằng Chu Tử Vũ bị cả mạng trừng phạt như vậy. Ngay cả Trình Giao và Lăng Nghị cũng bị kéo xuống nước. Lạc Thiên Ngưng lại có thể cứu bọn họ. Rõ ràng cô ta đã nắm chắc phần thắng. Cô ta lập tức liền là người chiến thắng cuối cùng. Kết quả Lạc Thiên Ngưng phá hủy hết thảy. Mỗi một lần đều là Lạc Thiên Ngưng. Lạc Gia Tuyết vừa khóc vừa nói: thực sự không phải tôi. Tôi không biết tại sao trợ lý lại nói như vậy. Tôi cũng là người bị hại. Tôi không có làm chuyện như vậy. Cô ta không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục đóng vai người bị hại, hy vọng có thể dựa vào người hâm mộ đông sơn tái khởi, khiến cho những người này thông cảm cô ta. Ít nhất ngoài lời của trợ lý ra thì không có bằng chứng gì để chứng minh cô ta là đứng sau. Lạc Thiên Ngưng cười nói: đừng có gấp, còn có phần ghi âm. Hy vọng cô sau khi nghe xong còn có thể tiếp tục làm người bị hại. Lạc Thiên Ngưng đưa máy ghi âm cho nhân viên công tác. Hội trường phát ra một đoạn âm thanh: xin hỏi Tống Vũ Huy tiên sinh, là ai đã giúp anh bắt cóc Lạc Thiên Ngưng tiểu thư? Là em gái cô ấy. Cô ta gọi cho tôi, nói sẽ đưa Lạc Thiên Ngưng đến giường của tôi. Em gái mà anh nói đến là Lạc Gia Tuyết? Đúng vậy. Có phải Lạc Gia Tuyết chỉ điểm cho anh vũ nhục Lạc Thiên Ngưng không? Cô ta không nói điều này, nhưng nhiều lần tôi nói qua có ý tứ với Lạc Thiên Ngưng. Cô ta cũng trói người đến trên giường của tôi. Chuyện này không rõ sao? Ai biết Lạc Thiên Ngưng tàn nhẫn như vậy, có thể cho tôi một dao. Sắc mặt Lạc Gia Tuyết trắng bệch, phóng viên trong hội trường đều kinh hãi. Đoạn âm thanh không chỉ liên quan đến Lạc Gia Tuyết mà còn có cả Tống Vũ Huy, người đã tuyên bố nhập viện do bị thương cách đây một thời gian. Lạc Thiên Ngưng cười nhẹ: quên tự giới thiệu, tôi là chị gái cùng cha khác mẹ của Lạc Gia Tuyết, con gái thứ ba của Lạc gia, Lạc Thiên Ngưng. Toàn hội trường yên tĩnh, bọn họ vốn tìm công đạo cho Lạc Gia Tuyết, đến xem bộ dạng chật vật của Thiên Thành và Chu Tử Vũ. Thế nhưng kể từ khi có sự xuất hiện của cô gái Lạc Thiên Ngưng này, mọi thứ đã thay đổi. Lạc Gia Tuyết đột nhiên từ người bị hại
đổi thành người đứng sau màn kịch này, mà Chu Tử Vũ từ một kẻ bỉ ổi trở thành anh hùng cứu mỹ nhân. Lạc Thiên Ngưng ngồi trên sân khấu vẫn dáng vẻ không thèm đếm xỉa tới. Cô hai ba câu đã hoàn thành lật ngược tình thế. Lạc Thiên Ngưng quét mắt các phóng viên một vòng. Tôi hôm nay tới không chỉ để giải quyết sự việc bữa tiệc của Chu Tử Vũ, mà còn có ân oán cá nhân của tôi với Lạc Gia Tuyết. Trên màn hình lớn lần lượt phát vài video. Theo thứ tự ban đầu là giấy khám thai của Lạc Thiên Ngưng. Tên tóc vàng chính mình thừa nhận Lạc Gia Tuyết đã thuê bọn hắn hủy hoại Lạc Thiên Ngưng. Còn có chuyện hào quang của Lạc Gia Tuyết trên diễn đàn Đại học Đế Đô. Lạc Thiên Ngưng nói, những thứ này là Lạc Gia Tuyết tiểu thư nhiều lần mua chuộc người vũ nhục, bắt cóc, vu khống tôi. Cùng với lần này, cô ta lại làm tổn thương đến nghị sĩ của tôi. Lạc Gia Tuyết tiểu thư muốn chúng tôi xin lỗi. Tôi xin phản hồi. Thiên Mạc truyền thông và cá nhân tôi sẽ chính thức kiện cô và Tống Vũ Huy tiên sinh về tội cố ý cưỡng gian và phỉ báng. Chu Tử Phạm ngồi bên cạnh ung dung nói thêm một câu. Thiên Thành chính thức tuyên bố phong sát Lạc Gia Tuyết. Thiên Thành sẽ không hợp tác với bất kỳ thương hiệu nào có liên quan đến cô Lạc Gia Tuyết. Toàn hội trường xôn xao. Thiên Thành là lão đại đứng đầu ngành giải trí. Thiên Thành nói muốn phong sát một nghệ sĩ, người này sẽ không có bất kỳ chỗ đứng nào trong giới giải trí. Lạc Gia Tuyết sắc mặt tái mét, ngã vào chỗ ngồi. Cô ta vốn nắm chắc thắng lợi trong tay, sao lại có thể trở nên như này? Cô ta nghĩ không ra, Lạc Thiên Ngưng lấy đoạn phim ở đâu, đoạn ghi âm đến từ đâu. Tống Vũ Huy không thành công, ai đã cứu Lạc Thiên Ngưng? Chu Tử Vũ, Trình Giao và Đảng Nghị, tại sao những người này không phải là nghệ sĩ của Thiên Thành? Lạc Thiên Ngưng thành lập công ty từ khi nào? Thiên Mạc truyền thông là chuyện gì xảy ra? Đầu óc cô ta trống rỗng, những câu hỏi này cô ta cũng không biết đáp án. Lạc Gia Tuyết hét lên, hất đổ những thứ trên bàn, chỉ vào Lạc Thiên Ngưng hét lớn. Không phải tôi, không phải tôi. Cô vu khống tôi không làm vậy. Tại sao tôi phải làm như vậy? Lạc Thiên Ngưng quay sang phía cô ta, cười nhẹ. Đúng vậy, tại sao cô phải làm như vậy? Vì chúng ta cùng cha các mẹ. Vì tôi ở nhà vướng mắt cô, cho nên cô từ nhỏ đã động một tí là đánh mắng tôi. Bây giờ lại thuê người hãm hại tôi. Tôi nghĩ cũng không thông. Gia Tuyết, cô nói cho tôi biết, tại sao cô lại làm như vậy? Lạc Gia Tuyết không đứng vững, ngã nhào xuống đất. Cô ta không còn bộ dạng binh tinh cao quý bước vào khách sạn vừa rồi nữa. Cô ta giống như một con chó sợ bị đánh, chật vật không chịu nổi. Xong rồi, tất cả đều kết thúc rồi. Cô ta biết lần này Lạc Thiên Ngưng sẽ không buông tha cô ta. Cô ta vốn định đá Trình Giao và Chu Tử Vũ ra khỏi giới giải trí. Nhưng bây giờ, Lạc Thiên Ngưng thực sự tàn nhẫn, muốn để cô ta triệt để xéo đi. Những việc đó cô ta làm đều trở thành quả báo, hoàn toàn rơi vào đầu cô ta. Toàn hội trường xôn xao, đây không còn là trò đùa trong giới giải trí nữa. Lạc Thiên Ngưng muốn đưa Lạc Gia Tuyết ra tòa. Điều khiến họ kinh ngạc hơn nữa là Lạc Gia Tuyết, người luôn trong sáng và ngọt ngào, lại là một người như vậy. Cô ta độc ác, đáng sợ, đầy mưu mô. Cô ta nhiều lần muốn hại chết chị gái của mình. Lần này cô ta bịa ra một lời nói dối, khiến Chu Tử Vũ, Trình Giao và những người khác toàn bộ bị dân mạng chỉ trích. Độc ác biết bao, đáng hận biết bao. Livestream triệt để điên rồi. Trong số họ hầu hết là fan của Lạc Gia Tuyết, tới để đòi lại công đạo cho Lạc Gia Tuyết. Ban đầu bọn họ trên mạng không ngừng buông lời công kích vũ nhục Chu Tử Vũ và Trình Giao bọn họ, mà bây giờ sự thật bày ra trước mắt, họ đã trở thành đồng lão của Lạc Gia Tuyết. Đối với chuyện này chấn kinh, ảo não chính mình vì sự thiếu phán đoán, bạo lực mạng đối với những người vô tội. Giờ khắc này tất cả đều trở thành sự ghê tởm và căm thù đối với Lạc Gia Tuyết. Biết người biết mặt không biết lòng, làm sao có người độc ác như vậy? Xem như cùng cha khác mẹ thì cũng là chị gái ruột, thế mà đi thuê người hủy hoại sự trong trắng của chị gái của mình. Lạc Gia Tuyết thực sự là ảnh hậu đó, diễn xuất tốt như vậy, lừa dối tất cả mọi người. Tôi đi theo cô ta lâu như vậy, tôi cũng thấy buồn nôn chính mình. Còn đâu tiểu công chúa ngọt ngào, đây quả thực là một ác quỷ. Một người huyết thư kêu chú cảnh sát tới bắt người. Chu Tử Vũ, tôi quỳ xuống cho anh, thứ lỗi cho tôi. Tôi muốn mãi mãi là fan của Chu Tử Vũ.
Bà chủ của Chu Tử Vũ quả thực là nữ tổng giám đốc bá đạo, tôi yêu thích. Livestream vẫn đang thảo luận, khán đài còn chưa yên tĩnh, cảnh sát đột nhiên bước vào, đứng trước mặt Lạc Gia Tuyết. Cô Lạc Gia Tuyết, cô dính líu đến việc thuê người giết người, mời đi theo chúng tôi phối hợp điều tra. Lạc Gia Tuyết ngồi bất động trên mặt đất, cô ta đã hoàn toàn sụp đổ. Cô ta không ngờ rằng điều gần như chắc chắn này lại bị Lạc Thiên Ngưng đảo ngược đến mức này. Lại là Lạc Thiên Ngưng để cô ta thất bại thảm hại. Lạc Thiên Ngưng bước tới, đưa tay đỡ Lạc Gia Tuyết. Lạc Gia Tuyết ngẩn người, không phản ứng gì, trên mặt nở nụ cười dịu dàng. Lạc Thiên Ngưng ngồi xổm xuống, giúp cô ta sửa sang lại quần áo, ghé vào tai cô ta nói. Tôi nói gì? Đấu với tôi. Sớm muộn sẽ có một ngày tôi sẽ để cho cô và mẹ cô trở thành ăn mày của Lạc Gia. Lạc Gia Tuyết bổ nhào lên người của Lạc Thiên Ngưng, bắp lấy cổ cô hét lên. Lạc Thiên Ngưng, tao xử lý mày, tao xử lý mày. Tống Dục đột nhiên từ đám đông lao ra, ôm lấy Lạc Gia Tuyết nói. Gia Tuyết, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Chu Tử Phạm và Chu Tử Vũ lập tức chạy đến. Chu Tử Phạm kéo Lạc Gia Tuyết, ném cô ta cho cảnh sát, đỡ Lạc Thiên Ngưng dậy, khẩn trương hỏi. Chị dâu nhỏ, chị không sao chứ? Có bị thương không? Lạc Thiên Ngưng xoa xoa cổ, cười, ho khan hai tiếng, nói. Không sao, không bị thương. Chu Tử Vũ gấp, lao đến chỗ Tống Dục, đấm vào mặt anh ta một cái, nói. Lão tử không phải đã nói là không động vào vị hôn thê của mày sao? Loại đàn bà điên này chỉ có mày mắt mù mới có thể lấy. Chu Tử Phạm kéo Chu Tử Vũ lại, nói. Phóng viên ở đây, đợi lát nữa đánh sau. Chu Tử Vũ, Lạc Thiên Ngưng á khẩu, phóng viên đều á khẩu. Các người đánh đi, chúng tôi giả vờ như không nhìn thấy. Chu Tử Vũ nhìn vết đỏ mờ nhạt trên cổ Lạc Thiên Ngưng, liền hướng cảnh sát hô. Cô ta như này có được coi là cố ý đả thương người không? Tôi muốn kiện cô ta, mang cô ta đi. Cảnh sát cứ phá án, mặc kệ những người này có ân oán cá nhân gì, mang Lạc Gia Tuyết đi. Đám phóng viên hướng Lạc Gia Tuyết chụp ảnh không ngừng. Mà lúc này Lạc Gia Tuyết đã không còn tâm tư chú ý đến hình tượng của mình. Váy dính đầy bụi, trang điểm cũng đã nhòe đi, thất hồn lạc vía. Lần này cô ta thua triệt để. Lạc Gia Tuyết đã đi, hội trường chỉ còn lại đám người Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng xoa cổ ho khan hai tiếng. Lạc Gia Tuyết thật mạnh tay. Truyền thông Thiên Mạc năm nay vừa mới thành lập, nghệ sĩ dưới trướng làm việc chăm chỉ để đem đến những tác phẩm tốt hơn cho mọi người. Tôi cũng mong rằng các bạn có thể tỉnh táo trước những tin đồn ở trên mạng, cảnh giác cao độ, đừng trở thành đồng lão của bạo lực mạng, cô nói. Chu Tử Phạm hắng giọng một cái. Tất nhiên Lạc Gia Tuyết đã bị cảnh sát bắt đi. Chuyện ngày hôm nay liền kết thúc. Mọi người đều thấy vừa rồi Lạc Tổng bị thương, để cô ấy về nghỉ ngơi trước. Bạn bè phóng viên có thể phỏng vấn bọn họ sau. Đám phóng viên lần lượt bày tỏ đã hiểu, cũng không có cách không hiểu. Hôm nay vốn dĩ bọn họ tới tấn công Chu Tử Vũ, nhưng không ngờ bọn họ lại trở thành đồng lõa trong miệng của Lạc Thiên Ngưng. Mặc dù Lạc Thiên Ngưng không nói thẳng, nhưng trong lòng bọn họ đều cảm thấy áy náy. Phóng viên nhao nhao nhường đường, ba người Lạc Thiên Ngưng rời khỏi hội trường. Lúc đi đến bãi đậu xe, bên cạnh xe của Lạc Thiên Ngưng lại có thêm một chiếc xe khác. Tiêu Nhuệ đứng bên cạnh xe cười nói. Tam tiểu thư đã ra, lên xe đi. Chu Tử Phạm và Chu Tử Vũ lên xe của Lạc Thiên Ngưng, Đàm Kiệt lái xe chở họ về. Lạc Thiên Ngưng vừa leo lên ghế sau liền bị một lực mạnh kéo qua. Mặc Đình Thâm nâng cầm cô lên, kiểm tra chiếc cổ trắng mịn, trên đó có một vết đỏ rõ ràng. Mặc Đình Thâm sắc mặt tối sầm lại, lạnh giọng hỏi. Bị ngốc hay sao? Cô ta đánh em nên không tránh. Lạc Thiên Ngưng lẻ lưỡi. Lần sau chú ý, lần sau chú ý. Mạc Đình Thâm bất lực. Anh biết cô muốn Lạc Gia Tuyết trước ống kính thất thố, nhưng cô phải dùng cách này để hại đối phương 1.000, hại chính mình 800 sao? Có đau không? Mạc Đình Thâm hỏi. Ngón tay thô ráp của anh vuốt ve vết đỏ. Lạc Thiên Ngưng nhất thời cảm thấy tê dại, bả vai run một cái, thấp giọng nói. Không đau, không sao. Mạc Đình Thâm bất lực thở dài, buông cằm cô ra, nói với Tiêu Nhuệ. Bảo Ôn Tử Dương đưa chút thuốc tới. Tiêu Nhuệ gật đầu. Lạc Thiên Ngưng kéo Mạc Đình Thâm. Chỉ là bị thương một chút, không cần làm phiền Ôn Tử Dương đâu. Mạc Đình Thâm mỉm cười. Không sao,
anh ta tiện đường. Lạc Thiên Ngưng nhất thời sững sờ, tiện đường cái gì? Mạc Đình Thâm đưa cô về Thịnh Cảnh thay quần áo rồi lại lên xe. Lạc Thiên Ngưng hỏi, muốn ra ngoài ăn cơm sao? Mạc Đình Thâm gật đầu, ừ, đi ăn trực. Tiêu Nhuệ lái xe thẳng đến Chu gia. Lạc Thiên Ngưng ngẩn người, làm sao lại tới đây ăn cơm? Mạc Đình Thâm kéo cô vào trong nhà ở Chu. Bên trong tối om, Lạc Thiên Ngưng hỏi, Chu Tử Phạm bọn họ chưa về nhà sao? Chúng ta gọi điện thoại hỏi một chút. Mạc Đình Thâm không nói tiếng nào, kéo cô đi vào. Khi đến cửa phòng khách, Lạc Thiên Ngưng đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt. Nếu có súng, với bản năng sát thủ, cô sẽ lập tức nổ súng. Thế nhưng Mạc Đình Thâm ở đây, cô cảm thấy không có chuyện gì. Lạc Thiên Ngưng đưa tay ra kéo Mạc Đình Thâm, không với được. Mạc Đình Thâm vừa rồi vẫn còn ở bên cạnh cô. Tất cả đèn trong phòng khách đột nhiên sáng lên, không chỉ có đèn chùm lớn trên trần nhà mà còn có đèn tường, cũng như đèn nhỏ nhiều màu sắc treo khắp nơi, và cả đèn nhỏ trên sàn, tủ của cả phòng khách đột nhiên sáng lên. Lạc Thiên Ngưng còn chưa kịp phản ứng, một đám người không biết từ đâu nhảy ra hô to, sinh nhật vui vẻ. Lạc Thiên Ngưng sững sờ ở lối vào, vô số gương mặt phóng to về phía cô. Chu Tử Phạm, Chu Tử Vũ, Ôn Tử Dương, Trình Giao, Đặng Nghị, Đàm Kiệt, Tiêu Nhuệ, thậm chí còn có Tương Đình đã lâu không gặp. Trên tay bọn họ cầm ống pháo hoa và nhiều loại duy băng, bừa bộn treo trên người Lạc Thiên Ngưng, hô to Happy Birthday. Lạc Thiên Ngưng vẫn đứng ngốc. Happy Birthday? Sinh nhật của ai? Hôm nay sinh nhật của cô sao? Sau khi trọng sinh, Lạc Thiên Ngưng đã qua sinh nhật tuổi 18, cho nên cô cũng không để ý sinh nhật của mình là khi nào. Mơ hồ có cảm giác là vào khoảng tháng 10. Sinh nhật trước dường như là năm thứ nhất đại học, Lạc gia vẫn chưa chuyển đến. Cô cũng không về nhà, đang giận dỗi với Mạc Đình Thâm, chuyện này liền đi qua. Cho nên thực tế, cô căn bản không biết khi nào là sinh nhật của mình. Bây giờ hôm nay là sinh nhật của cô sao? Tương Đình và Trình Giao đi qua kéo cô, vừa cười vừa nói, Thiên Ngưng, bị già đến ngốc rồi, đến cả sinh nhật của mình mà cũng không nhớ sao? Lạc Thiên Ngưng lắc đầu, tôi thực sự không nhớ. Trình Giao và Tương Đình ôm lấy cô, nói, không sao đâu, chúng tôi nhớ kỹ. Phòng khách Chu gia rất rộng, khắp nơi đều treo đèn xinh đẹp. Trên mặt đất có vô số quà tặng, còn có một chiếc bánh kem ba tầng. Mọi người đều nhìn cô mỉm cười, chờ mong cô đáp lại. Nước mắt Lạc Thiên Ngưng lại cạch rơi xuống. Cô che miệng vừa khóc vừa cười, dọa sợ Trình Giao và Tương Đình. Họ kéo cô lại, hỏi, Thiên Ngưng, sao vậy? Tại sao lại khóc? Lạc Thiên Ngưng xua tay, vừa cười vừa rơi nước mắt. Không sao, không sao, chỉ là tôi đói. Tất cả mọi người đều trêu ghẹo, Thiên Ngưng, cô sẽ không phải xúc động mà khóc chứ? Lạc Thiên Ngưng trừng anh ta, tôi chỉ là xúc động thôi, con gái xúc động sẽ khóc. Chu Tử Vũ bĩu môi, nếu sau này tổ chức cho cô một bữa tiệc sinh nhật, có phải là cô sẽ thỏa mãn mà chết ngay tại chỗ không? Trình Giao đá anh ta một cái, có biết nói chuyện không? Nếu không thì câm miệng. Chu Tử Vũ xoa xoa chân, kêu rên, cô thế này về sau ai còn dám lấy cô? Trình Giao trợn tròn mắt, ai cần anh lo. Chu Tử Phạm gọi mọi người đến phòng ăn, ăn cơm trước đi, nhà bếp đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Lạc Thiên Ngưng lau khô nước mắt, nước mắt lại rơi. Cô đi theo đám người đến phòng ăn. Chu gia vì sinh nhật cô mà chuẩn bị rất nhiều món ăn, đều là món bình thường cô thích ăn. Mạc Đình Thâm nhìn cô gái vừa khóc vừa cười trong đám người, anh biết hôm nay cô gái của anh rất vui vẻ. Thứ mà cô mong muốn cho đến bây giờ đều không phải là những bộ quần áo đẹp đẽ, vàng bạc châu báu. Thứ cô mong muốn rất đơn giản, chính là cảm giác an toàn. Anh không biết tại sao, anh chỉ có thể cảm giác được cô thực sự không có cảm giác an toàn. Cô ấy liều mạng cố gắng, liều mạng trèo lên cao. Cô độc lại mạnh mẽ, thế nhưng nội tâm cô khao khát sự ấm áp, khao khát tình cảm. Cô không nói, nhưng mà anh biết. Thế nên anh đem những thứ này đến trước mặt cô, chỉ cần cô vui vẻ. Ôn Tử Dương vỗ vỗ vai Mạc Đình Thâm, nói, mất nhiều công sức như vậy làm cho cô ấy vui vẻ, lúc nào mới biến thành người yêu? Sao? Anh ghen à? Cũng đúng.
Anh muốn có bạn gái, nhưng đáng tiếc không có đối tượng. Bạc Đình Thâm đi tới bàn ăn, bỏ lại Ôn Tử Dương nghiến răng nghiến lợi. Rốt cuộc tại sao anh ta lại là anh em tốt với Bạc Đình Thâm? Có thể thừa dịp ăn cơm hạ độc anh ta, biến anh ta thành một cái câm điếc. Lúc mọi người đang ăn, Trình Giao và Chu Tử Vũ không ngừng đấu võ mồm. Chu Tử Phạm và Ôn Tử Dương cũng chửi bậy không ngừng. Đàm Kiệt và Tiêu Nhuệ trò chuyện sôi nổi. Tương Đình cũng quay đầu nói chuyện với Lạc Thiên Ngưng. Chỉ có Đặng Nghị không thích nói chuyện, có chút yên tĩnh. Bạc Đình Thâm gõ gõ ly rượu, mọi người yên tĩnh trở lại. Bạc Đình Thâm nâng ly nói: "Happy birthday." Mọi người đứng dậy, nâng ly lên chạm ly, nói: "Happy birthday." Uống xong thì ngồi xuống, Ôn Tử Dương nói: "Thiên Ngưng, cô kính A Thâm một ly đi. A Thâm bận rộn hơn nửa ngày cho cô sinh nhật bất ngờ này." Lạc Thiên Ngưng và Mạc Đình Thâm ngồi cạnh nhau, cho nên không cần đứng lên cũng với đến. Lạc Thiên Ngưng đỏ mặt, bưng ly rượu quay sang Mạc Đình Thâm: "Cảm ơn." Mạc Đình Thâm cười nói: "Người một nhà, không cần khách khí." Lạc Thiên Ngưng mặt đỏ bừng, đám người Chu Tử Phạm, Ôn Tử Dương, Tiêu Nhuệ hô to. Lạc Thiên Ngưng lườm anh một cái: "Anh nói nhảm gì vậy?" Mạc Đình Thâm: "Không nói nhảm." Lạc Thiên Ngưng á khẩu. Chu Tử Phạm ngả người ra sau một chút: "Sao không kính rượu em?" "Anh Thâm mượn chỗ của em tổ chức sinh nhật cho chị dâu nhỏ đó." Lạc Thiên Ngưng nâng ly rượu đang định đứng lên, Mạc Đình Thâm đè tay cô lại, nói: "Dì Trần nói gần đây cô ấy có quan hệ tốt với bạn cùng phòng con gái của một ông trùm." Chu Tử Phạm lập tức nâng ly rượu lên: "Chị dâu nhỏ, chỗ của em chính là chỗ của chị. Đến lúc nào chị muốn. Happy birthday, happy birthday." Lạc Thiên Ngưng sững sờ, chờ mặt này cũng nhanh quá đi. Chu Tử Vũ cũng nâng ly rượu đứng lên, nói: "Chị Lạc, sinh nhật vui vẻ." Lạc Thiên Ngưng nhất thời sững sờ, mỉm cười cùng anh ta chạm ly: "Cảm ơn." Chu Tử Phạm sợ ngây người, có thể thu phục được đứa trẻ này, Lạc Thiên Ngưng cũng có chút tài năng nhỉ. Mọi người ăn uống xong, đi đến phòng karaoke ca hát. Lạc Thiên Ngưng nhìn bọn họ đùa giỡn, Đặng Nghị cố ý hát một bài hát đặc biệt cho Lạc Thiên Ngưng. Giọng hát tuyệt vời của anh ta nhận được lời khen hay của mọi người. Đến 12 giờ, Trình Giao và Tương Đình phụ giúp đem bánh sinh nhật đi vào. Một nhóm người ca hát yêu cầu Lạc Thiên Ngưng ước nguyện và thổi nến. Lạc Thiên Ngưng đứng trước bánh gato, chắp tay trước ngực: "Đời này chỉ mong những người bên cạnh được bình an vô sự." Trọng sinh cho tới bây giờ, lần đầu tiên trong lòng cô không có thù hận, chỉ có yêu quý cuộc sống. Cô sẽ thay Lạc Thiên Ngưng nguyên bản sống thật tốt. Sau khi thổi nến, Lạc Thiên Ngưng cắt bánh, Trình Giao dẫn đầu bôi bánh lên mặt Lạc Thiên Ngưng. Căn phòng hòa mình, bánh kem vang khắp nơi. Đây là lần đầu tiên Mạc Đình Thâm bị Chu Tử Phạm và Ôn Tử Dương ép đến không có hình tượng, trên mặt chụp một đống bơ. Tiêu Nhuệ bổ nhào qua cứu Mạc Đình Thâm, Đàm Kiệt tóm lấy anh ta. Tiêu Nhuệ rất tự giác, anh ta căn bản không thể đánh lại Đàm Kiệt, nhanh chân bỏ chạy. Chu Tử Vũ lau một ít kem lên trên mũi Trình Giao. Cô gái nhăn mũi, nhỏ nhắn xinh xắn. Chu Tử Vũ mỉm cười. Sau đó, Trình Giao nhét một miếng bánh từ đĩa vào mặt Chu Tử Vũ. Chu Tử Vũ á khẩu, đại gia hắn, anh ta cũng không tin. Anh ta không thể thu thập Trình Giao. Chu Tử Vũ đuổi theo Trình Giao. Trình Giao vừa chạy vừa hô: "Chu Tử Vũ, anh bị điên à? Cô có thuốc không?" Trình Giao á khẩu. Đang nghĩ ngây ngô nhìn bọn họ chen loạn xung quanh, đến gần Lạc Thiên Ngưng hỏi: "Chị Lạc, em nghe bọn họ gọi chị là chị dâu nhỏ." Lạc Thiên Ngưng nép mình trên ghế sofa nhấm nháp bánh ngọt. Cô có chút say, mỉm cười không nói gì. Mạc Đình Thâm nói trong vòng một năm, cô cũng không nghĩ đến một năm sau lại mở lòng. Đang nghĩ gãi đầu nói: "Mạc Tổng đối với chị rất tốt, chúng tôi đều có thể nhìn ra." Lạc Thiên Ngưng mỉm cười gật đầu: "Tôi biết." Cô biết trên đời này sẽ không bao giờ có người thứ hai đối xử tốt với cô như Mạc Đình Thâm. Vì vậy, cô cẩn thận từng ly từng chút, kinh sợ không chỉ cho bản thân mà còn cho sự chân thành kia của Mạc Đình Thâm. Mấy người đều uống say, tất cả họ đã rất lâu không được vui vẻ như vậy, đặc biệt là mấy người Chu Tử Phạm và Trình Giao.
Chuyện bữa tiệc đặt trong lòng họ quá lâu, họ đều nghĩ rằng ngày tận thế sắp đến. Kết quả Lạc Thiên Ngưng đã kéo họ lại. Vì vậy, đây không chỉ là một bữa tiệc sinh nhật, đây cũng là một bữa tiệc ăn mừng kỷ niệm truyền thông Thiên Mặc chính thức ra mắt công chúng, kỷ niệm cho việc họ đánh bại người phụ nữ điên rồ Lạc Gia Tuyết và kỷ niệm họ thực sự trở thành một gia đình. Chu Tử Phạm lôi kéo nắm tay bọn họ, vừa hát vừa nhảy trong hoa viên. Giờ khắc này, bọn họ không còn là tổng giám đốc, vệ sĩ, minh tinh nữa, họ chỉ là một nhóm bạn tốt cần thư giãn. Mạc Đình Thâm ngồi trên bậc thềm, nhìn Lạc Thiên Ngưng ngồi trên xích đu trong vườn, bưng rượu cười ngây ngô, xem ra cô thực sự rất vui vẻ. Chu Tử Phạm chạy đến, nằm bên cạnh Mạc Đình Thâm, hỏi: "Anh Thâm, khi nào thì anh tỏ tình với chị dâu nhỏ?" Mạc Đình Thâm lắc đầu: "Không vội." "Sao lại không vội?" Chu Tử Phạm trừng mắt nhìn anh. "Anh nhanh tỏ tình đi, tốt nhất là mau kết hôn. Nhỏ như vậy đừng chết tâm." Chu Tử Phạm uống hơi nhiều, nhớ tới Triệu Hy lạnh nhạt đối với anh ta. Anh ta cũng không biết mình mắc bệnh thần kinh gì, chỉ thích Triệu Hy. Mạc Đình Thâm nhấp một ngụm rượu, quay đầu nhìn anh ta: "Nếu cô ấy chết tâm, liền sẽ thích cậu sao?" Chu Tử Phạm nhắm mắt nằm trên bậc thềm, đạp chân: "Em mặc kệ. Vạn nhất thì sao? Vạn nhất thích em thì sao?" Mạc Đình Thâm vỗ một cái vào đầu anh ta: "Tỉnh lại đi, cậu uống quá nhiều rồi." Chu Tử Phạm nhắm mắt lại, giống như thiếp đi. Mạc Đình Thâm không quan tâm đến anh ta, ở đây cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Anh đứng dậy đi tới bên người Lạc Thiên Ngưng, cúi người nói: "À Ngưng, chúng ta về nhà." Lạc Thiên Ngưng mắt chớp chớp, có chút mê mang: "Phải đi sao?" "Ừ, phải về." Lạc Thiên Ngưng bất mãn hừ hai tiếng, vươn tay ra, nhẹ giọng nói: "Anh bế em." Mạc Đình Thâm nở nụ cười, vươn tay ôm ngang Lạc Thiên Ngưng rồi đi tới cửa. Tiêu Nhuệ đã cho xe chạy tới. Anh ta biết tối nay anh ta sẽ đưa đón Mạc Đình Thâm, cũng không uống nhiều. Mạc Đình Thâm đặt Lạc Thiên Ngưng vào ghế sau, ngồi xuống, hỏi: "Tiêu Nhuệ, người khác sắp xếp xong xuôi rồi sao?" Tiêu Nhuệ gật đầu: "Đã sắp xếp. Trợ lý của Trình Giao và Đặng Nghị sẽ tới đón họ. Những người hầu của Chu gia cũng sẽ giúp họ sắp xếp." Lạc Thiên Ngưng mơ mơ màng màng quay người, vùi đầu vào lòng Mạc Đình Thâm, bất mãn hừ hai tiếng. Mạc Đình Thâm nói: "Về Thịnh Cảnh, nhớ kỹ gọi điện thoại cho lão gia, nói sinh nhật Thiên Ngưng uống say, ở lại Thịnh Cảnh." Tiêu Nhuệ gật đầu, sau khi gọi điện cho lão Lạc gia báo bình an, lái xe đến Thịnh Cảnh. Trình Giao và Đặng Nghị được trợ lý đón đi, Ôn Tử Dương cũng về nhà, Chu Tử Vũ được người hầu đỡ đến phòng ngủ. Chu Tử Phạm vẫn nằm trên bậc thềm, chờ mình, mơ mơ màng màng nói câu: "Anh Thâm, anh nói rốt cuộc em có chỗ nào không tốt?" Tương Đình vừa vặn đi ngang qua, bất lực lắc đầu, ngồi ở bên cạnh anh ta nói: "Ai nói anh không tốt?" Chu Tử Phạm mở mắt ra nhìn một chút, sau đó nhắm lại, lười biếng nằm, lẩm bẩm: "Tôi tốt như vậy, tại sao cô ấy lại không thích tôi?" Tương Đình dựa vào bậc thềm, nhìn bầu trời đầy sao, lẩm bẩm nói: "Anh ấy không thích em là do em không đủ tốt." Chu Tử Phạm híp híp mắt, miễn cưỡng ngồi dậy, vỗ vỗ đầu Tương Đình nói: "Nhất định là anh ta không xứng với em." Tương Đình cười: "Vậy chẳng lẽ cô gái đó cũng không xứng với anh sao?" Chu Tử Phạm lại ngã ở bậc thềm, có chút bất tỉnh. Tương Đình đi tới phòng khách lấy chăn đắp cho anh ta. Đàm Kiệt bước tới gọi cô ấy: "Tương tiểu thư, tôi đưa cô về." Tương Đình gật đầu đi theo Đàm Kiệt rời khỏi nhỏ Chu. Tại Thịnh Cảnh, Mạc Đình Thâm bế Lạc Thiên Ngưng đi vào phòng khách, bật đèn. Lạc Thiên Ngưng dụi mắt, dựa vào Mạc Đình Thâm hỏi: "Quà của em đâu?" Tiêu Nhuệ lấy những món quà từ trong cốp xe lên, chất đống trong phòng khách. Lạc Thiên Ngưng ngồi trên sàn, đòi muốn mở chúng ra. Mạc Đình Thâm đưa kéo cho cô, giúp cô mở quà. Không biết là quà của ai tặng nên đã tùy tiện mở. Thật ra thì Lạc Thiên Ngưng cũng không nhìn rõ là quà gì, cô chính là rất vui vẻ, mở ra cũng rất vui vẻ. Không biết ai tặng cho cô một con búp bê lớn, một con gấu bông lớn,
Lạc Thiên Ngưng nép mình vào trong con gấu bông lớn đó, cười ngây ngô. Cô đòi muốn uống rượu, Mạc Đình Thâm không còn cách nào khác là đi đến tủ rượu lấy hai chai rượu hoa quả. Trải qua vài lần Lạc Thiên Ngưng say khướt, anh không còn cách nào khác bảo Tiêu Nhụy để rất nhiều rượu hoa quả vào trong tủ rượu. Vì vậy rượu tây quý giá của anh trộn lẫn với rượu hoa quả nhiều màu sắc. Lạc Thiên Ngưng giơ chai rượu lên, hào khí nói: "Nào, Mạc Đình Thâm, cạn đi." Mạc Đình Thâm á khẩu. Lạc Thiên Ngưng nhấp một ngụm rượu còn rất có tư vị, chép miệng một cái nói: "Sinh nhật vui vẻ." "Sinh nhật em." "Sinh nhật vui vẻ." "Chúc mừng sinh nhật." Cô kéo Mạc Đình Thâm lắp bắp nói: "Mạc Đình Thâm, hôm nay em rất rất vui." "Thật không? Rất vui sao?" "Vâng, em chưa từng tổ chức sinh nhật." "Hóa ra sinh nhật là như thế này." Lạc Thiên Ngưng híp mắt cười khúc khích. "Em có rất nhiều quà, vui quá." "Vui vẻ là tốt." Mạc Đình Thâm sờ lên đỉnh đầu cô, ngữ khí ôn nhu. Lạc Thiên Ngưng trong lòng nở hoa. Cô chưa từng có sinh nhật, người của Ám Uyên không có sinh nhật, không có danh tính, không có giấy tờ tùy thân, không có ngày sinh. Cô vốn dĩ cảm thấy cô sống lại một đời chính là vì báo thù, bắt những kẻ đã làm tổn thương cô phải trả giá đắt. Nhưng hôm nay cô đột nhiên phát hiện ra, trên con đường báo thù này, vô tình cô có được rất nhiều thứ mà cô chưa bao giờ dám nghĩ tới. Những tình cảm kia, những người bạn đó, những dịu dàng đó. Cô vốn là cô độc, dũng khí, cho dù đồng vu quy tận cũng phải khiến Lục Phi phải trả giá đắt. Nhưng bây giờ cô không muốn nữa. Cô muốn báo thù, sau đó sống thật tốt, khỏe mạnh, chăm chỉ làm việc. Cô không còn là một sát thủ lạnh lùng đó nữa. Cô là người bằng xương bằng thịt, có tình cảm. Cô là Lạc Thiên Ngưng. Cô quay đầu nhìn Mạc Đình Thâm, nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói: "Em nói cho anh biết bí mật nhỏ của em được không?" Mạc Đình Thâm cười, anh giơ tay lên chạm vào mái tóc dài của cô, nói: "Không cần." Lạc Thiên Ngưng nhíu mày, miết miệng: "Nhưng anh một mực vẫn luôn muốn biết." "Anh đã hứa với em trong vòng một năm." Mạc Đình Thâm nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. "Họ nói có một năm, tức là một năm. Anh sẽ không bao giờ thừa dịp cô say rượu moi ra bí mật của cô." Lạc Thiên Ngưng trừng mắt nhìn, tiến tới hôn lên môi Mạc Đình Thâm. Đôi môi mềm mại, cánh môi nóng bỏng dán tới. Cơ thể Mạc Đình Thâm cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Lần đầu tiên trong đời Lạc Thiên Ngưng chủ động hôn anh, cho nên lần đầu tiên trong đời đầu óc anh trống rỗng. Lần này anh rất không giống với lúc trước hôn trộm Lạc Thiên Ngưng, hăng hái chủ động, thành thạo điêu luyện. Anh như một kẻ ngốc, nhắm mắt lại, đông cứng tại chỗ, tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào này. Thẳng đến khi cánh môi bị đồ vật gì nhẹ nhàng chạm nhẹ, thậm chí còn dọc theo viền môi miêu tả cánh môi anh, Mạc Đình Thâm mới đột nhiên phản ứng lại. Anh đem chai rượu trong tay Lạc Thiên Ngưng ném xuống sàn. Chai rượu ủng ục lăn ra ngoài. Mạc Đình Thâm ôm ngang cô lên, đá tung cánh cửa phòng ngủ, té ở trên chiếc giường lớn mềm mại. Là một nụ hôn sâu và thâm tình, quần áo lộn xộn, để cho sự tự chủ của anh đến bờ vực sụp đổ. Nhưng đối với Lạc Thiên Ngưng mà nói, cô thực sự chỉ là tính một nụ hôn thăm dò. Những thứ sau đó, cô cũng chỉ là một mặt mộng bức, đầu óc pha trộn thành một khối bột nhão. Cho nên, Mạc Đình Thâm hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, Lạc Thiên Ngưng đã mơ màng ngủ. Mạc Đình Thâm chết sững, cô đốt lửa, lại yên tâm thoải mái ngủ tiếp đi. Anh có chút tức giận véo eo cô. Lạc Thiên Ngưng không thoải mái, hừ hừ hai tiếng, giơ tay lên, một cái tát bay vào Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm chết sững, anh xoa xoa mi tâm, đứng dậy đi vào phòng tắm xả nước, ôm lấy Lạc Thiên Ngưng ném vào. Chỉ một bước này, anh liền khó chịu kinh khủng, chính mình chạy sang phòng khác tắm nước lạnh. Anh tắm rửa xong lại quay lại, kéo Lạc Thiên Ngưng ra, mặc cho cô chiếc áo phông của mình, rồi ôm cô lên giường. Trong toàn bộ quá trình, Lạc Thiên Ngưng đều ngủ say, không hề có ý tứ muốn tỉnh lại. Mạc Đình Thâm ném cô lên giường, Lạc Thiên Ngưng ậm ừ chờ mình, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn, ôm chăn tiếp tục ngủ.
Mạc Đình Thâm thấy mình lần nữa ý chí chiến đấu dâng trào, bất đắc dĩ đi vào phòng tắm, lại tắm nước lạnh, bước tới nằm lên giường. Anh kéo chăn ra khỏi tay Lạc Thiên Ngưng đắp lại, sau đó ôm Lạc Thiên Ngưng vào lòng đi ngủ. Lạc Thiên Ngưng uốn éo trong ngực anh, Mạc Đình Thâm thở dài bất lực. Cô gái chính mình tìm, quỳ xuống cũng phải sủng à. Ngày hôm sau, khi Lạc Thiên Ngưng tỉnh dậy xoa đầu choáng váng, đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông. Mạc Đình Thâm vẫn đang ngủ, mái tóc khi không được vuốt keo trông mềm mại, thoải mái. Lông mi của anh rất dày, các đường nét trên khuôn mặt rất tinh tế. Không thể không thừa nhận, người đàn ông này quả thực có một vẻ ngoài hoàn hảo. Lạc Thiên Ngưng sững sờ, đêm qua sẽ không phải thực sự chuyện đó. Thế nhưng cô cái gì cũng không nhớ, quá thiệt thòi. Lông mi Mạc Đình Thâm run lên, Lạc Thiên Ngưng nhất thời sững sờ, vì liêm sỉ vẫn là đi trước. Không thể cứ nằm đây đợi Mạc Đình Thâm tỉnh dậy. Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Tay Mạc Đình Thâm vẫn đang đặt trên eo cô. Lạc Thiên Ngưng lật người, cẩn thận gỡ tay Mạc Đình Thâm ra, vén chăn lên, thấy áo phông này trên người giống như áo phông nam, rất muốn che mặt lại. Thế nhưng bây giờ không có tay thừa để che mặt. Cô đang định xuống giường, Mạc Đình Thâm lại đặt tay lên eo cô, kéo vào trong ngực. Sau lưng truyền đến giọng nói khàn khàn của một người đàn ông. Đi đâu? Lạc Thiên Ngưng sững sờ. Tạm thời đi đâu cũng được, miễn là không ở trên chiếc giường lớn này là được. Lưng của Lạc Thiên Ngưng áp vào ngực Mạc Đình Thâm, nóng bừng phát hoảng. Cô ho hai tiếng nói, cái đó em đi toilet. Cô nói còn chưa kịp dứt lời, Mạc Đình Thâm đã lật người lên trên người cô, nhưng không có đè lên người cô, mà hai tay đỡ ở hai bên tai của cô, làm cho cô không khỏi có chút khẩn trương. Tỉnh rồi sao? Mạc Đình Thâm vừa nhìn cô vừa hỏi. Lạc Thiên Ngưng bất đắc dĩ nhắm mắt lại, không biết nói gì. Không phải là bị em ngủ cùng sao? Anh cũng không thiệt thòi. Cái gì gọi là bị ngủ? Địa vị của anh bây giờ hèn mọn như vậy sao? Lạc Thiên Ngưng thế mà tưởng rằng cô đem anh ngủ. Tôn nghiêm của người đàn ông ở đâu? Anh bị em ngủ. Mạc Đình Thâm dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn cô, trượt bàn tay to lên eo cô, nghiến răng nghiến lợi nói, em còn không muốn chịu trách nhiệm phải không? Lạc Thiên Ngưng nhìn ánh mắt nguy hiểm của anh, trái tim nhỏ bé run lên. Anh chịu trách nhiệm sao? Mạc Đình Thâm nhéo cô một cái. Em nói xem. Lạc Thiên Ngưng ai ui một tiếng, say rượu làm sao có thể coi là thật được chứ. Em đều không nhớ rõ đã làm gì. Em cũng rất thiệt thòi có được hay không? Lạc Thiên Ngưng nắm chặt bàn tay nhỏ của mình, thở hổn hển giống lên hai câu. Mạc Đình Thâm chờ mình nằm xuống, lười biếng nói, cái gì cũng không làm. Hả? Mạc Đình Thâm nheo mắt nhìn cô, trông em có vẻ rất thất vọng. Lạc Thiên Ngưng ngẩn người. Thế còn quần áo của em thì sao? Mạc Đình Thâm liếc nhìn xuống đất, cởi ra trên sàn. Lạc Thiên Ngưng lật người nhìn dưới giường, quần áo của hai người vứt khắp nơi trên mặt đất. Lạc Thiên Ngưng che mặt hỏi, vậy quần áo ở trên người em là chuyện gì vậy? Mạc Đình Thâm để hai tay sau đầu, gối lên liếc nhìn cô, anh tắm cho em rồi thay đồ cho em. Anh tắm cho em? Đối mặt với đôi mắt cười của Mạc Đình Thâm, Lạc Thiên Ngưng lần nữa che mặt lại. Em biết rồi, em không hỏi nữa. Lạc Thiên Ngưng lật người xuống giường, đi ra ngoài đóng cửa phòng ngủ, phanh một tiếng. 5 giây sau lại mở cửa bước vào, mặc kệ Mạc Đình Thâm, nhặt quần áo dưới đất lên. Mạc Đình Thâm cười, anh không giải quyết em tại chỗ, em rất thất vọng sao? Không có. Cô trở về phòng của mình, tắm rửa một cái, thay quần áo khác, mới đi đến phòng khách. Mạc Đình Thâm đã rửa mặt xong, ngồi trên sofa lật đọc báo, thấy cô đi ra liền nói, ăn cơm đi. Lạc Thiên Ngưng nhìn đống quà lộn xộn trong phòng khách, còn có con gấu bông lớn dính bơ, rượu chảy khắp nơi trên sàn, hỏi, những thứ này? Mạc Đình Thâm gật đầu, kiệt tác của em. Lạc Thiên Ngưng á khẩu, ăn cơm trước đi, lát nữa sẽ có người đến dọn dẹp. Mạc Đình Thâm kéo cô đến phòng ăn,
Lạc Thiên Ngưng vừa ngồi xuống, một ly nước mật ong đã được đưa tới trước mặt cô. Uống đi rồi ăn. Lạc Thiên Ngưng ngoan ngoãn uống cạn. Hiện tại cô đau đầu muốn nổ tung, một ly nước mật ong sẽ khiến cô dễ chịu hơn rất nhiều. Lạc Gia Tuyết đã được nộp tiền bảo lãnh, Mạc Đình Thâm nói. Lạc Thiên Ngưng ngừng hút cháo, ngừng đầu hỏi. Nộp tiền bảo lãnh? Ừ. Sáng nay Lạc Gia đã làm thủ tục đem người bảo lãnh về nhà, Mạc Đình Thâm nói. Lạc Thiên Ngưng nhíu mày không nói gì. Cô biết Lạc Gia sẽ không như vậy mà từ bỏ Lạc Gia Tuyết, cho nên nộp tiền bảo lãnh cũng là hợp tình hợp lý. Cô chỉ chán ghét Lạc Gia chiều chuộng Lạc Gia Tuyết như một cô công chúa nhỏ. Tống Vũ Huy thì sao? Ở nhà bị Mạc Trăn đánh, Mạc Đình Thâm nói. Dường như anh không quan tâm đến chuyện của Mạc Trăn chút nào. Tại sao Mạc Trăn lại đánh hắn? Lạc Thiên Ngưng sửng sốt. Bởi vì anh đã đưa bạn gái của Mạc Trăn đến giường của Tống Vũ Huy. Mạc Đình Thâm ăn bữa sáng không đếm xỉa tới nói. Lạc Thiên Ngưng không nói chuyện. Mạc Đình Thâm ngẩng đầu nhìn cô. Cô ta tình nguyện một người mẫu hạng 3, dính vào kim trùng nào cũng được lợi. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Đây coi như là lời giải thích của Mạc Đình Thâm, bởi vì không muốn để cô hiểu lầm anh là người không chừa thủ đoạn nào. Lát nữa em phải về Lạc ra, Lạc Thiên Ngưng nói. Mạc Đình Thâm cau mày. Nhất định phải về sao? Cô náo ra việc lớn như vậy, Lạc Thiên và Diêu Thục Phân sẽ lột ra cô. Cô còn muốn chạy về chịu đòn. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Chuyện đã xảy ra rồi, sớm muộn gì cũng phải giải quyết. Em không thể tiếp tục không về nhà, ông nội sẽ không vui. Mạc Đình Thâm chỉ có thể đồng ý nói. Để anh đưa em về. Lạc Thiên Ngưng lắc đầu. Không cần đâu, Đàm Kiệt sẽ tới đón em. Ăn xong, Tiêu Nhuệ đưa Mạc Đình Thâm đi làm, còn Đàm Kiệt đưa Lạc Thiên Ngưng về nhà. Đến biệt thự Thiên Phủ, Lạc Thiên Ngưng đi đến chỗ của ông cụ trước. Ông cụ ngồi trên sofa nhìn cô, thở dài, hỏi. Tối hôm qua ở bên kia với Đình Thâm sao? Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Vâng ạ. Ô Tử Dương bọn họ tổ chức sinh nhật cho cháu, cũng kết thúc muộn nên không trở về ở Mỹ ông nội. Ông cụ ra hiệu. Đến đây. Đến đây với ông nội. Lạc Thiên Ngưng đến gần ông cụ, ngồi trên thảm, hỏi. Ông ơi, sao vậy ạ? Ông cụ sờ sờ đầu của cô, hỏi. Những chuyện kia, Gia Tuyết làm những chuyện kia là thật sao? Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Ông nội cảm thấy cháu sẽ nói dối sao? Ông cụ lại thở dài, bàn tay to thô ráp sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Thiên Ngưng. Thiên Ngưng, là ông nội không tốt, để cho cháu chịu ủy khuất. Mũi Lạc Thiên Ngưng chua xót, cô nằm trên đầu gối của ông cụ, giọng nói run run. Không sao đâu, ông nội, đều đã qua. Cô nghĩ cái mình sắp phải đối mặt là lời hỏi han, trách móc của ông cụ khi trở về, ít nhất sẽ giáo huấn cô vài câu. Dù sao cô thực sự đem cái xấu của gia đình ra bên ngoài, làm cho tất cả mọi người ở đây đều chê cười Lạc ra. Thế nhưng ông cụ không trách cô, không có giáo huấn cô, thậm chí chưa hề nói cô một câu không phải, chỉ nói là cô chịu ủy khuất. Vốn dĩ cô thấy không có gì, những việc mà Lạc Gia Tuyết làm kia chẳng qua chỉ là chuyện long đong tầm thường nhất trong cuộc đời cô. Cô cảm thấy mình vượt qua được thì không có sao. Nhưng bây giờ, nhìn ánh mắt đau lòng của ông cụ, bàn tay thô ráp của ông thương tiếc vuốt ve mái tóc dài của cô đột nhiên cảm thấy mình thực sự rất ủy khuất. Mặc kệ ông cụ có phải vì quan hệ của cô với Mạc Đình Thâm mà thiên vị cô hay không, ít nhất giờ khắc này, ông thực sự là ông nội tốt nhất. Thiên Ngưng, Gia Tuyết đã được bảo lãnh trở về. Ba cháu bọn họ hẳn là nhờ không ít quan hệ, ông cụ nói. Cháu biết. Ông cụ sờ sờ mái tóc dài của cô. Còn muốn kiện nó không? Lạc Thiên Ngưng ngước nhìn ông cụ, hỏi. Ông nội hy vọng cháu dừng tay lại sao? Ông cụ thở dài. Ta già rồi, những chuyện của người trẻ các cháu ông không quản được. Lạc Thiên Ngưng cười,
Cô biết ông cụ đây là không quản, không giúp cô, nhưng mà cũng sẽ không ngăn cô. Cái này là đủ rồi. Ông nội không già, ông nội phải sống lâu trăm tuổi. Lạc Thiên Ngưng vui vẻ cười nói. Ông cụ chọc vào trán cô. Cháu tính toán chuyển đến chỗ Mạc Đình Thâm bên đó đi. 3 ngày hay ngày không về nhà? Lạc Thiên Ngưng xoa trán cười ngây ngô. Mới không cần đâu, cháu muốn về ở với ông nội. Ta không hiếm lạ cháu. Ông cụ cong môi. Cháu hiếm lạ ông nội? Cháu có thể lạ ông nội? Lạc Thiên Ngưng cười nghiêng người. Chú Lê cầm một hộp quà đưa cho Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng vừa xé toạc ra vừa hỏi. Thứ gì tốt vậy? Chú Lê cười nói. Quà sinh nhật mà lão gia tặng cho Tam Tiểu Thư. Tam Tiểu Thư đêm qua không về, lão gia buồn lắm. Lạc Thiên Ngưng nhìn chằm chằm vào ông cụ cười. Thật không? Ông nội buồn? Ông cụ giơ gậy lên chọc chú Lê. Vớ vật. Lạc Thiên Ngưng mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng cổ kim cương rực rỡ. Sợi dây chuyền mảnh, có mặt dây chuyền kim cương hồng treo ở mặt trước, thiết kế mới mẻ mà đơn giản, thể hiện hoàn hảo độ trong suốt của viên kim cương hồng đó. Chú Lê cười nói. Tam Tiểu Thư có một chiếc vòng tay kim cương màu hồng mặc tổng tặng. Lão gia đặc biệt nhờ người mua chiếc vòng cổ này để đeo cùng. Lạc Thiên Ngưng gọi Hách Ngư tới, giúp cô đeo dây chuyền, nhìn về phía ông cụ, hỏi. Đẹp không ạ? Ông cụ cong môi. Tạm được. Trong lòng Lạc Thiên Ngưng vui mừng, tiến tới trước mặt ông cụ, ôm mặt ông cụ nói. Như thế nào là tạm được? Ông nội tặng cháu, chắc chắn trông rất đẹp. Ông nhìn lại một chút, nhìn lại một chút. Ông cụ vừa cười, vừa chống nặng chọc cô. Phản thiên rồi có phải hay không? Hai ông cháu đang tranh cãi, ngoài cửa bỗng truyền đến một hồi huyên náo. Người làm bước vào nói. Tiên sinh cùng phu nhân đến đây. Lạc Thiên Ngưng vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Lạc Thiên và Diêu Thục Phân khí thế hung hăng đi tới. Lạc Thiên Ngưng đâu? Lạc Thiên Ngưng từ trên thảm đứng lên, hỏi. Tìm tôi có chuyện gì sao? Lạc Thiên chỉ vào cô quát lớn. Mày tưởng mày trốn ở chỗ này, tao không biết mày đã làm ra chuyện tốt gì sao? Lạc Thiên Ngưng cười. Tôi không trốn, tôi vẫn luôn sống ở đây. Lạc Thiên nhận lời, nói. Mày đi đến đồn cảnh sát, đưa điện thoại cho tao nói rõ. Lạc Thiên Ngưng khoanh tay hỏi. Ông Lạc muốn tôi nói cái gì? Nói giả Tuyết căn bản không bắt cóc mày, chỉ là mâu thuẫn của chị em mày mà thôi. Chuyện này không cần để cảnh sát can thiệp vào. Lạc Thiên lớn tiếng nói. Cho nên ông Lạc là muốn tôi đi làm giả chứng cứ? Lạc Thiên Ngưng nhướng mày nhìn ông ta. Lạc Thiên Ngưng hễ mở miệng là một tiếng ông Lạc, hoàn toàn không để ông ta vào mắt. Lạc Thiên gấp. Mày, cái loại con gái bất hiếu này, mày trông có giống con gái chút nào không? Cả ngày gây chuyện thị phi, nhất định phải đem em gái ruột của mình vào tù mới hài lòng à? Đủ rồi. Ông cụ chống quải trượng gõ xuống sàn nhà, sau đó cầm lên chỉ vào Lạc Thiên nói. Nói Thiên Ngưng không giống con gái chút nào, vậy thì còn anh thì sao? Anh có một chút bộ dáng của người làm cha không? Đã nhiều năm như vậy, anh nhìn tới Thiên Ngưng sao? Nói Thiên Ngưng gây chuyện thị phi, chẳng lẽ là Thiên Ngưng sao? Lạc Thiên bị lời nói của ông cụ làm cho sửng sốt. Diêu Thục Phân khóc quỳ xuống. Ba, xin người giúp Dạ Tuyết. Nó còn nhỏ như vậy, sao có thể ngồi tù? Thiên Ngưng, coi như dì xin con. Con có gì bất mãn, cứ hướng vào dì, buông tha cho Dạ Tuyết có được không? Lạc Thiên Ngưng cười lạnh. Bà Diêu tưởng mình trong sạch. Lần trước người vu khống tôi chưa kết hôn đã mang thai, không phải là dì sao? Chuyện lần này dì có tham gia vào hay không, ai có thể nói chắc được. Dì đau lòng cho Gia Tuyết như vậy, không bằng vào ngồi tù với cô ta. Làm cản. Lạc Thiên tức giận, xông lên giơ tay muốn đánh Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng vươn tay chặn ông ta, ánh mắt lạnh lùng. Ông Lạc có phải đã quên rồi hay không? Lần trước tôi đã nói rồi, ông không có đủ tư cách làm ba tôi, càng không có đủ tư cách để đánh tôi. Diêu Thục Vân nhào tới, ôm lấy chân của Lạc Thiên, vừa khóc vừa hô. Ông xã, đừng đánh, không thể đánh con bé. Thiên Ngưng vẫn còn nhỏ, có gì thì từ từ nói, nó sẽ nghe lời. Lạc Thiên đau lòng đỡ vợ lên, người phụ nữ chính mình cưng chiều, muốn vì Lạc Thiên Ngưng tiểu nha đầu này quỳ xuống, ông ta thực sự rất tức giận. Diêu Thục Vân
khóc nước mắt như mưa. Ba, vạn người khuyên nhủ Thiên Ngưng, cho dù Gia Tuyết nó không hiểu chuyện, cũng là cốt nhục của Lạc gia. Thật chẳng nhẽ tống nó vào tù sao? Nó làm gì đã chịu quá khổ cực. Dương Tục Vân khóc không ngừng. Bà ta biết chỉ cần ông cụ lên tiếng, Lạc Thiên Ngưng sẽ không truy cứu nữa. Ông cụ bất đắc dĩ thở dài, kéo Thiên Ngưng qua nói: nhà đầu, ông nội chia cổ phần cho cháu, chuyện này coi như xong. Nếu Lạc gia thực sự có người tù tội, thực sự không phải là chuyện vẻ vang gì. Mặt mũi ta đây cũng không có chỗ nào để đặt. Bà, làm sao có thể chia cổ phần cho nó? Lạc Thiên lo lắng khi nghe đến cổ phần. Ông ta tư chất không cao, làm việc tại Lạc Thị lâu như vậy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng để Lạc Thị hoạt động bình thường, không có cách nào tiến xa hơn. Ông cụ cũng chưa từng đề cập đến vấn đề chia cổ phần cho ông ta. Lạc Thiên vốn đã từ bỏ. Ông ta nghĩ thầm, sau khi ông cụ đi, cổ phần cũng thuộc về Lạc gia thần, cũng không khác gì là của ông ta, cũng sẽ không có tranh giành. Nhưng bây giờ ông cụ gia đột nhiên muốn cho Lạc Thiên Ngưng cổ phần, Lạc Thiên cảm thấy đồ đạc của mình đã bị người khác cướp đi. Anh im ngay. Cổ phần quan trọng hơn hay là tính mạng của con gái anh quan trọng hơn? Anh đến cùng là có muốn cứu Lạc Gia Tuyết không? Ông cụ trưởng ông ta. Diêu Tục Phân kéo Lạc Thiên lại nói nhỏ: ông xã, quên đi, Gia Tuyết quan trọng hơn. Lạc Thiên đành phải thôi. Lạc Thiên Ngưng không quá vui vẻ hỏi: Lạc Gia Tuyết mưu đồ sát nhân, còn có thể trở về làm Thiên Kim tiểu thư, cũng rất vẻ vang nhỉ? Ông cụ hừ một tiếng: cái gì mà Thiên Kim tiểu thư, làm chuyện như vậy nơi nào còn mặt mũi để ở lại. Để nó ra nước ngoài đi, đưa đi xa một chút, không có việc gì thì đừng quay về. Diêu Thục Vân nghe xong vừa khóc vừa đứng lên: bà, Gia Tuyết lớn lên chưa từng rời khỏi nhà, lại đột ngột đưa nó ra nước ngoài, làm sao nó có thể thích ứng được? Hơn nữa nó còn có hôn ước với nhà họ Tống, ông cụ cần phải làm chủ. Chuyện này vừa dùng beng lên, người nhà họ Tống liền đến từ hôn. Dù sao hai người chỉ mới đính hôn, không có văn bản xử lý, miệng từ chối là được rồi. Nề mặt ông cụ, Tống gia vẫn hòa khí đến từ hôn, nhưng trong giọng điệu vẫn không giấu được sự khinh bỉ. Mặc cho Diêu Thục Vân và Lạc Thiên có vãn hồi như thế nào thì Tống gia cũng nhất quyết từ hôn. Bọn họ không thể rước con cô dâu toàn thân bị chửi mắng vào cửa. Lạc Gia Tuyết biết được chuyện này, náo loạn ở trong nhà một hồi. Lạc Thiên Ngưng phá hủy hết thảy, cũng thực sự giống như ban đầu nói, cướp đi tống dục của cô ta. Ông cụ tức giận gõ xuống sàn nhà: ta làm chủ thế nào? Chính nó gây ra chuyện xấu như vậy, Tống gia còn có thể cưới nó? Người ta gia nghiệp lớn, muốn kiểu con dâu nào mà không có? Mặt mũi của ta đều bị các người làm mất hết. Ba, Diêu Tục Phân còn muốn nói chuyện. Được rồi, nếu không liền đem nó trở lại đồn cảnh sát. Ông cụ chủ ý đã định, Diêu Tục Phân lập tức ngậm miệng, không dám nói lời nào. Ông cụ nhìn về phía Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng gật đầu: tất nhiên không làm Thiên Kim tiểu thư. Lấy tiền sinh hoạt từ chú Lê, mỗi tháng tính theo gia đình bình thường có thể chứ? Ông cụ gật đầu phân phó chú Lê: đi lấy giấy chuyển nhượng cổ phần ra đây. Chú Lê cầm bản hợp đồng trong phòng làm việc đưa ra cho ông cụ. Ông cụ lật qua lật lại nói: vốn dĩ ta định cho ba chị em mỗi người 2% cổ phần, bây giờ tính cả phần Gia Tuyết, 4% đều cho cháu. Lạc Thanh Ngưng ký tên. Chú Lê thu đồ rồi dìu ông cụ về phòng. Làm ầm lên một màn này, ông cụ cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Lạc Thiên nhìn vào mặt Lạc Thiên Ngưng, ông ta chỉ có 5% cổ phần, Lạc Thiên Ngưng bây giờ đã lập tức chiếm 4%, ông ta tức giận lo lắng. Nhưng điều mà Lạc Thiên không biết là, cộng với ông cụ cho cô sau kỳ thi đại học trước đó, cô đã nắm giữ 9% cổ phần, còn kém một chút xíu đã vượt qua Lạc Gia Thần. Ông cụ vừa đi, Lạc Thiên liền chửi ầm lên: đứa con gái bất hiếu, tại sao lại sinh ra đứa con gái như mày? Lạc Thiên Ngưng cười lạnh: tin tôi, tôi cũng rất ảo não, cùng ông không có quan hệ huyết thống. Dù sao đứa con gái ngoan ông dạy, mô hung giết người, dối trá hết lần này đến lần khác, tôi thực sự không sánh được. Thiên Ngưng, sao con có thể nói chuyện với ba mình như thế?
Diêu Thục Phân đứng sau lưng Lạc Thiên, giống như một người vợ, người mẹ tốt. Lạc Thiên ngưng mỉm cười. Thế tôi phải nói chuyện như thế nào với các người? À, đúng rồi. Vấn đề vừa rồi, tôi không phải tống Lạc Gia Tuyết vào tù mới vui vẻ. Tôi càng muốn cô ta trực tiếp chết đi. Lạc Thiên tức giận, sắc mặt đỏ bừng. Lạc Thiên ngưng quay người bước lên lầu. Không tiện. Nhắc nhở các người, tiếp tục gây chuyện, ông nội sẽ không vui. Đến lúc đó, Lạc Gia Tuyết sẽ không thể ra nước ngoài. Lạc Thiên không còn cách nào khác là kéo Diêu Thục Phân ra khỏi đây, trở về biệt thự của mình. Lạc Gia Tuyết ngồi trong phòng khóc không ngừng. Cô ta đã đập hết mọi thứ có thể đập phá, căn phòng trở nên hỗn độn. Mẹ, con không muốn ra nước ngoài. Mẹ nói với ông nội một chút, con sẽ nghe lời, không bao giờ gây chuyện nữa. Đừng đuổi con đi. Lạc Gia Tuyết khóc không ngừng. Diêu Thục Phân an ủi. Gia Tuyết, dù học ở nước ngoài cũng rất tốt, mẹ sẽ thường xuyên đến thăm con. Con yên tâm đi, qua một thời gian ông cụ bớt giận, mẹ sẽ lại nói chuyện với ba đưa con trở về. Hôm sau, người làm xách hành lý đi theo Diêu Thục Phân tiễn Lạc Gia Tuyết ra sân bay đi Mỹ. Vừa ra cửa liền đụng phải Lạc Thiên Ngưng. Cô mặc bộ váy công sở chuẩn bị đến công ty. Nhìn thấy dáng vẻ sấm rền gió cuốn của Lạc Thiên Ngưng, Lạc Gia Tuyết mới nhớ cô có công ty riêng. Những ngôi sao mới nổi đó đều là người của cô. Lạc Thiên Ngưng liếc nhìn hai người họ, không nói chuyện. Vừa định đi ngang qua, Đàm Kiệt đã mở cửa xe đợi cô. Lạc Gia Tuyết đột nhiên nói, Lạc Thiên Ngưng, tao sẽ trở lại. Lạc Thiên Ngưng quay đầu nhìn cô ta cười. Chỉ trong hai ngày mà Lạc Gia Tuyết đã tiêu thụ không ra gì, lời tuyên truyền như vậy thực sự không có lực uy hiếp gì. Lạc Gia Tuyết, cô có thể sang Mỹ du học là vì tôi bỏ qua mở lứa cho cô. Bằng không, bây giờ cô nên ngồi trong tù, nhận rõ địa vị của mình, hiểu chưa? Lạc Thiên Ngưng vừa nói vừa nhìn cô ta. Lạc Gia Tuyết nghiến răng nói, Lạc Thiên Ngưng, mày cướp đi cổ phần của tao, sự nghiệp của tao, còn có cuộc sống của tao, tao nhất định sẽ quay lại báo thù. Lạc Thiên Ngưng bất lực lắc đầu cười. Lạc Gia Tuyết, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tất cả mọi thứ của cô tôi đều sẽ cướp đi, cô quên rồi sao? Hiện tại không chịu được à? À, Lạc Gia Tuyết hét lên. Cô ta đấu không lại Lạc Thiên Ngưng. Tại sao cô ta không thể đánh bại Lạc Thiên Ngưng? Kể từ khi Lạc Thiên Ngưng tỉnh táo lại, cô ta liền không có chuyện gì suôn sẻ. Diêu Thục Phân ôm Lạc Gia Tuyết, nhìn chằm chằm vào Lạc Thiên Ngưng. Mày đừng nên quá đáng. Lạc Thiên Ngưng thu lại nụ cười, lạnh mặt đi tới trước mặt Diêu Thục Phân, lạnh giọng nói. Quá đáng? Cái gì gọi là quá đáng? So với lúc đó mẹ tôi chết, quá đáng sao? Sắc mặt Diêu Thục Phân trở nên cứng ngắc, lập tức nói. Mày nói bậy bạ gì đó? Lạc Thiên Ngưng thu vào mắt, xua tay. Không có gì. Bà Diêu trông chừng con gái của mình, tôi không phải lúc nào cũng mở lưới đâu. Cô quay người vào xe. Diêu Thục Phân một hồi toát mồ hôi lạnh. Lạc Thiên Ngưng đã biết cái gì. Lạc Thiên Ngưng suy nghĩ bộ dạng của Diêu Thục Phân vừa rồi, cô dám khẳng định Diêu Thục Phân cùng với cái chết của mẹ cô không thoát khỏi liên quan. Đàm Kiệt nhìn cô trong kính chiếu hậu, cười. Thiên Ngưng, cô có biết cô trông rất giống dâu không? Lạc Thiên Ngưng mỉm cười. Sinh đôi đó, tự nhiên tương đối giống nhau. Không phải, không phải lớn lên giống, Đàm Kiệt nói. Khi nói chuyện, khi tức giận, ngữ khí thần thái đều rất giống. Lạc Thiên Ngưng khẽ cười, không nói gì. Nói cái gì đây? Nói cô vốn là dâu. Đàm Kiệt lại nói. Nhưng cũng không phải hoàn toàn giống nhau, vẫn có điểm khác biệt. Thật không? Khác nhau ở chỗ nào? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Râu rất lạnh lùng. Có thể là do nguyên nhân hoàn cảnh chúng tôi lớn lên, râu với chúng tôi tình cảm rất tốt, nhưng ánh mắt của cô ấy vẫn luôn rất lạnh. Khi đối mặt với anh Tiêu cũng rất lạnh. Đàm Kiệt nhớ lại, lại từ kính chiếu hậu nhìn Lạc Thiên Ngưng một chút, cười. Nhưng ánh mắt của cô tương đối ấm áp, nhất là khi nhìn Mạc Tổng, rất ôn nhu. Lạc Thiên Ngưng sửng sốt. Cô và Râu rõ ràng là cùng một người, ánh mắt sẽ khác nhau sao? Hay là sống trong hoàn cảnh như vậy cô đã thay đổi? Tính cả ánh mắt khi nhìn Mạc Đình Thâm đều trở nên dịu dàng sao? Nghĩ đến trò đùa trong phòng ngủ với Mạc Đình Thâm, trong lòng cô có chút vui vẻ. Đàm Kiệt đưa Lạc Thiên Ngưng đến công ty. Đám người Trình Giao đã đợi cô trong phòng họp.
Không bao lâu nữa sẽ là mùa xuân, hôm nay họ sẽ thảo luận đơn giản về kế hoạch cho năm mới. Nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng đi vào, Trình Giao và Đặng Nghị đều chào hỏi. Chu Tử Vũ uể oải nhướng mắt. Chào buổi sáng Lạc tỷ. Lạc Thiên Ngưng vẫn không thực sự thích ứng với bộ dạng ngoan hiền này của Chu Tử Vũ, run lên nói. Chào buổi sáng. Lạc Thiên Ngưng mở tài liệu bắt đầu cuộc họp. Hiện tại tạm thời thu xếp, trước mùa xuân không có nhiều việc, chỉ chạy vài quảng cáo thôi. Sang năm Đặng Nghị sẽ phát hành album mới, sau đó tổ chức concept. Tôi sẽ sắp xếp một chương trình tạp kỹ âm nhạc cho anh. Có vấn đề gì không? Đặng Nghị lắc đầu. Không có. Lạc Thiên Ngưng quay sang Trình Giao và Chu Tử Vũ. Năm sau sẽ có phim truyền hình cho các người hợp tác. Tôi vẫn đang chọn kịch bản. Ngoại trừ các chương trình tạp kỹ đó ra, còn có phỏng vấn. Chu Tử Vũ than thở. Tôi lại phải hợp tác với Trình Giao. Lạc Thiên Ngưng nhìn anh ta. Có vấn đề gì không? Hai người các người hợp tác nghịch chiến rất được đón nhận. Nhân lúc còn sức nóng, có thể đóng thêm một bộ. Đừng lãng phí sự nhiệt tình của fan hâm mộ. Chu Tử Vũ trườn ra bàn. Nhưng Trình Giao lần nào cũng bắt nạt tôi. Trình Giao vô tội xòe hai ta ra nói. Tôi không bắt nạt anh, nhưng cô thực sự đánh tôi. Chu Tử Vũ lên án. Trình Giao liếc mắt. Đây là tính chuyên nghiệp của một diễn viên. Anh cũng có thể thực sự đánh tôi. Chu Tử Vũ á khẩu. Anh ta một đại nam nhân, làm sao mà hạ thủ được. Lạc Thiên Ngưng cười bất lực. Được rồi, cứ như vậy đi. Sau này tôi sẽ gửi cho các người kịch bản phim truyền hình. Đóng phim thật tốt, bộ này thành ăn vị tuyến một. Chu Tử Vũ khoát khoát tay, làm một động tác ok. Tôi phút chốc lấy giải thưởng về. Tống Vũ Huy bên kia trải qua chuyện này, triệt để mất đi tư cách để đứng trong giới giải trí. Hắn vốn định về nhà làm công tử, ăn chơi coi như xong. Ai biết thời gian trước hắn có móc một siêu mẫu nhỏ, chân trước ngủ xong, chân sau liền bị Mạc Chân đánh. Hắn làm sao biết được đó là bạn gái của Mạc Chân. Mạc Chân cũng là một tay chơi có tiếng trong giới. Vốn dĩ hắn và Mạc Chân nước sông không phạm nước giếng. Chuyện này dùng beng lên, hắn đã đắc tội Mạc gia một cách không thể giải thích được. Giờ khắc này, Mạc Đình Thâm đang ngồi khoanh chân trong phòng khách, hai tay đặt trên đầu gối, giọng nói trầm thấp lãnh đạm. Tống Tổng, nghĩ xong chưa? Ba của Tống Vũ Huy làm sao biết đứa con hỗn chướng này đắc tội Mạc gia, có chút sợ hãi nói. Mạc Tổng, mảnh địa ốc này chuẩn bị mở bán, là dự án lớn nhất của Tống Thị trong năm nay. Tôi... Mạc Đình Thâm ngắt lời ông ta. Tôi nói, hoặc là lấy đất, hoặc là việc rót vốn của Mạc Thị cho Tống Thị ngày hôm nay sẽ kết thúc. Dự án lớn như vậy giao cho Mạc Đình Thâm, cách Tống Thị phá sản cũng không xa. Tống Tổng cắn răng nói. Coi như Tống Thị không có duyên hợp tác với Mạc Thị đi. Mạc Đình Thâm khẽ cười, ánh mắt lạnh lùng, đứng dậy rời khỏi Tống gia. Tiêu Nhuệ đặt văn kiện tới trước mặt ông ta, nói. Đây là chi tiết về phí vi phạm hợp đồng, mời Tống Thị trước tối mai thanh toán hết. Ngoài ra, quý công tử động vào bạn gái của cháu trai Mạc Tổng, nghe nói gần đây còn liên quan một chút đến án kiện với Lạc gia, hình như để lại rất nhiều chứng cứ. Nếu truy cứu thì có thể vào tù ngồi mấy năm. Dù sao Mạc Tổng cũng muốn tìm lại công đạo cho Mạc tiểu thiếu gia. Người trẻ tuổi gây chuyện cũng không có gì, chẳng qua là thể diện Mạc gia không dễ thu xếp. Tống gia cảm thấy thế nào? Ba Tống Vũ Huy nghe thấy điều này, Mạc Đình Thâm muốn tống con trai ông ta vào tù, gấp gáp. Chúng ta có thể nói lại về chuyện dự án, đừng động vào con trai tôi. Tiêu Nhuệ mỉm cười. Tống Tổng, thời gian của Mạc Tổng rất quý giá, không phải để cùng ngài đặt lòng. Ngài vẫn nên quản tốt con trai của mình, lần này anh ta động vào người không nên động. Tiêu Nhuệ rời khỏi Tống gia. Tống Tổng ngồi liệt trên sofa. Ông ta biết Mạc Đình Thâm để cho con trai ông ta vào tù không phải là hù dọa ông ta. Tống Vũ Huy vừa mới về đến nhà đã bị gọi đến thư phòng. Tống lão đem vé máy bay và giấy tờ tùy thân kín đáo đưa cho hắn. Bây giờ ra sân bay ngay, trốn một thời gian rồi hãy trở lại. Tống Vũ Huy đẩy ra. Ba, đang êm đẹp đưa con ra nước ngoài làm gì? Tống lão tức giận đưa điện thoại ném lên người hắn, mắng. Ai bảo anh đắc tội với Mạc gia? Hiện tại Mạc Đình Thâm muốn tống anh vào tù, bà cũng không thể cứu được anh. Thừa dịp cảnh sát chưa lập án, đi nhanh đi.
Tống Vũ Huy cũng tức giận. Con nào biết một người mẫu nho nhỏ lại quan trọng như vậy. Tống lão không ngờ tới, nhưng mà người ta đã nói, người mà Tống Vũ Huy không nên động vào có lẽ là người mẫu nhỏ được sủng ái này. Hết cách, Mạc Đình Thâm lại thương trường sát phạt quyết đoán. Anh muốn xử lý ai, cơ bản không có đường lui. Tống lão vội vàng đưa Tống Vũ Huy ra sân bay. Ông ta chỉ có một đứa con trai như vậy, khốn kiếp như thế nào đi nữa cũng không thể để cho nó ăn cơm tù. Tống Vũ Huy đứng xếp hàng chuẩn bị lên máy bay thì một đội cảnh sát ập vào sân bay, giữ Tống Vũ Huy lại, lấy ra các giấy tờ liên quan, nói: Anh Tống Vũ Huy, anh bị tình nghi bắt cóc và tàng trữ ma túy, xin mời đi cùng chúng tôi một chuyến. Tống Vũ Huy ngẩn người, ba hắn nói đã sắp xếp xong xuôi, xuất ngoại tránh đầu ngọn gió sẽ không sao, sao cảnh sát lại tới? Hắn không bắt cóc là Lạc Gia Tuyết làm, cũng không có tàng trữ ma túy, đây đều là do nhóm bạn của hắn làm, hắn chỉ tham gia cuộc vui. Cho dù Tống Vũ Huy có rào biện đến đâu vẫn bị cảnh sát bắt đi. Tống lão khi nghe chuyện này té xỉu trong nhà, sai người tìm luật sư hỗ trợ biện hộ, nhưng ít luật sư nào dám đứng ra nhận kiện. Đế đô người có mặt mũi ai không biết, Tống Vũ Huy đắc tội Mặc Gia. Thế là Tống Vũ Huy cứ như vậy bị kết án vào tù 10 hoặc 8 năm không thể ra tù. Khi Lạc Thiên Ngưng biết chuyện này, cô đang nằm trên sofa ở Thịnh Cảnh xem qua kịch bản. Cô muốn tìm một bộ phim hay cho Trình Giao và Chu Tử Vũ. Nghe tin Tống Vũ Huy bị kết án, Lạc Thiên Ngưng ngẩng đầu lên nhìn Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm vẫn đang ngồi gõ bàn phím, có vẻ rất bận rộn. Lạc Thiên Ngưng quay sang Chu Tử Phạm hỏi: Tống gia không giúp hắn giảm án sao? Chu Tử Phạm cười: Chị dâu nhỏ, tên tuổi anh Thâm đè ở đây, ai không có mắt mà dám giúp? Lạc Thiên Ngưng vui vẻ liếc nhìn Mạc Đình Thâm: Có phải những người đắc tội Mạc Đình Thâm đều sẽ rất thảm không? Chu Tử Phạm tiến tới nhỏ giọng nói: Đúng vậy, tôi giúp Tiểu Hy lừa anh Thâm một lần, anh Thâm nửa tháng cũng không để Thiên Thành mở cửa. Lạc Thiên Ngưng sững sờ. Mạc Đình Thâm nhìn chằm chằm vào máy tính gõ, ung dung nói: Tống Vũ Huy không đắc tội anh. Lạc Thiên Ngưng ngẩng đầu nhìn anh: Hả? Hắn đắc tội em. Mạc Đình Thâm quay sang cô: Đắc tội em nặng hơn đắc tội anh, chết càng khó coi hơn. Chu Tử Phạm che miệng: Không khác nhau lắm, đừng xấu hổ. Lạc Thiên Ngưng đỏ mặt quay lại chủ đề vừa rồi: Anh không phải là thích Triệu Huy sao? Sao lại giúp cô ấy hẹn Mạc Đình Thâm? Chu Tử Phạm dựa vào sofa vắt chéo chân: Đúng vậy, tôi bị ngốc đi, từ nhỏ đã kiểu này, từ nhỏ cô ấy muốn cái gì thì tôi liền cho thứ đó, quen rồi. Lạc Thiên Ngưng nhích miệng không nói gì. Cô thấy Chu Tử Phạm là một người bạn tốt, xứng đáng với một người tốt hơn, còn Triệu Hy không xứng với anh ta. Nhưng cô cảm thấy mình không cần thiết thảo luận chuyện riêng tư của người khác, vẫn là không hỏi. Lạc Thiên Ngưng nói: Em đi đây, em có hẹn với Tương Đình đi dạo phố. Mạc Đình Thâm nhấc cổ tay lên nhìn đồng hồ hỏi: Có về ăn tối không? Lạc Thiên Ngưng suy nghĩ một chút: Không biết phải đi bao lâu, nói sau đi. Mạc Đình Thâm gật đầu: Đi đi, dạo xong anh đón em. Lạc Thiên Ngưng xách túi rời đi. Chu Tử Phạm dựa lưng vào sofa: Ồ, vẫn về ăn tối sao? Hai người ở chung à? Không có. Mạc Đình Thâm nhìn xuống máy tính nói thêm: Sinh hoạt hàng ngày mà thôi. Chu Tử Phạm ôm ngực, cảm giác bị đâm trăm nhát dao. Mạc Đình Thâm chính là loại người như vậy, không dễ dàng mở miệng, hễ mở miệng nói trúng chỗ đau. Lạc Thiên Ngưng và Tương Đình đã hẹn nhau tại trung tâm thương mại Thiên Dương Đế Đô. Sắp đến Tết, các cô mua một chút quần áo mới và đồ Tết. Cậu cứ như vậy để Lạc Gia Tuyết chạy ra nước ngoài? Tương Đình hỏi. Lạc Thiên Ngưng cầm một chiếc áo khoác ướm lên trên người mình, ra hiệu nói: Không thì sao? Ông cụ mở miệng: Tớ cũng không thể đuổi cùng giết tận. Tương Đình bất lực nói: Thiên Ngưng, tính cách kia của Lạc Gia Tuyết sớm muộn gì cũng sẽ cắn ngược lại cậu một cái. Lạc Thiên Ngưng nhìn vào gương: Cái này có đẹp không? Tương Đình thở dài: Cậu mặc vào thử xem. Lạc Thiên Ngưng nhờ nhân viên bán hàng lấy size cho mình, mặc lên người áo khoác màu đỏ, khuy mang xét là những viên ngọc trai tinh xảo hoàn mỹ.
Cô mặc lên người tôn lên làn da trắng. Cô cởi ra đưa cho nhân viên bán hàng. Gói chiếc này cho tôi. Lạc Thiên Ngưng quay lại nhìn Tương Đình cười. Tớ đang đợi cô ta quay lại cắn tớ. Tiếp đó tớ có thể danh chính ngôn thuận nhổ răng đánh gãy chân cô ta. Tương Đình run lên. Nếu Lạc Gia Tuyết thông minh liền thành thật ở nước ngoài, đừng quay lại trêu chọc cậu. Sau khi rời khỏi cửa hàng này, Lạc Thiên Ngưng và Tương Đình đi lang thang trong trung tâm thương mại. Tương Đình mua hai bộ quần áo và một đôi giày. Lạc Thiên Ngưng mua cho mình một chiếc áo khoác, một chiếc áo khoác cho ông cụ và một chiếc cho Hách Ngư. Mua cho đám người chú Lê, Đàm Kiệt quà năm mới, thêm một chút đồ Tết, mua không ít đồ, dứt khoát điền địa chỉ biệt thự Thiên Phủ để cửa hàng đưa qua. Quay đầu nhìn thấy một chiếc áo khoác nam trong tủ kính, chiếc áo khoác dài màu đen, khuy măng xét, đại khái là thạch bảo gì đó, hình dáng rất đẹp. Lạc Thiên Ngưng nghĩ Mạc Đình Thâm có bờ vai rộng cùng đôi chân dài, mặc vào hẳn không tiện lắm. Cô bước vào cửa hàng, bảo nhân viên bán hàng lấy nó xuống xem thử. Nhân viên bán hàng còn chưa nhấc chân lên, một giọng nữ từ sau lưng truyền đến. Tôi muốn chiếc áo khoác này. Lạc Thiên Ngưng và Tương Đình quay đầu lại. Triệu Huy thế mà đi cùng Lạc Gia Hân. Hai người họ quen nhau từ lúc nào? Lạc Thiên Ngưng còn chưa mở miệng, Lạc Gia Hân đã nhìn chằm chằm vào nhân viên bán hàng. Tôi nói tôi muốn chiếc áo này, cô không hiểu sao? Tương Đình cau mày nhìn Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười. Chị cả đi shopping luôn luôn là như vậy sao? Không biết đến trước đến sau. Hay là người trong nhà không dạy nổi chị? Lạc Gia Hân cũng không tức giận, khinh thường liếc cô một cái. Đừng thân cận quá. Ai là chị cả của cô? Lạc Thiên Ngưng mỉm cười. Cũng đúng, tôi không có chị em. Nếu không thì cũng không suýt chút nữa tống Lạc Gia Tuyết vào tù. Lạc Gia Hân trừng mắt nhìn cô. Nếu không phải Lạc Thiên Ngưng, đứa em gái luôn được cưng chiều trong nhà, làm sao có thể đi xa ta hương được. Ngày thường luôn chiều Lạc Gia Tuyết, bị đưa đến đồn cảnh sát một ngày, đi ra đều bị dọa sợ. Sau khi lần lượt mất đi Lạc Gia Tuyết và Tống Vũ Huy, truyền thông Gia Hân ngày càng sa sút. Thậm chí Lạc Gia Thần còn nói với cô ta, năm trước truyền thông Gia Hân cũng không có gì khởi sắc, chỉ có thể trông chờ vào năm tới. Mà tất cả những điều này đều là vì Lạc Thiên Ngưng. Triệu Huy cau mày nhìn về phía Lạc Thiên Ngưng, nói: Cô Lạc lời nói quá đáng. Trong nhà gây chuyện bê bối như vậy, lại còn khoe khoang khắp nơi. Lạc Thiên Ngưng quay đầu nhìn cô ta. Cô Triệu lúc nào lại quan tâm Lạc Gia như vậy? Lạc Gia Hân kéo Triệu Huy nói: Tiểu Huy, đừng nói lý với loại người này, hạ thấp thân phận của cô. Sau khi nhân viên bán hàng đem áo khoác đến, Lạc Gia Hân bỏ qua ánh mắt của Lạc Thiên Ngưng, cầm lấy áo khoác, nhìn hồi lâu, quay đầu lại hỏi Triệu Huy: Như thế nào? Cái này cũng không tệ lắm phải không? Triệu Huy gật đầu, bộ dáng thiện giả nhân ý. Đúng vậy, rất được. Nhân viên bán hàng lập tức nói: Chiếc áo khoác này là phiên bản giới hạn cuối năm của chúng tôi, đường may hết sức tinh xảo, giá cả sẽ đắt hơn một chút. Lạc Thiên Ngưng sừng sốt. Phiên bản giới hạn? Không có sao? Nhân viên bán hàng mỉm cười xin lỗi. Xin lỗi cô, chiếc màu đen này là chiếc cuối cùng, còn có một chiếc màu đỏ ở đây. Nhân viên bán hàng cầm áo khoác đi tới. Kỳ thực là một chiếc áo khoác màu đỏ sẫm, nhưng nó vẫn có tông màu đỏ. Lạc Thiên Ngưng nghĩ âu phục thường ngày của Mạc Đình Thâm hầu như luôn là màu đen, mua cho anh màu đỏ anh sẽ mặc không? Triệu Huy nhìn chiếc màu đỏ một cái cười nói: Vẫn là màu đen đẹp, lấy màu đen đi. Lạc Gia Hân khinh thường nhìn Lạc Thiên Ngưng: Đừng vì một bộ quần áo mà tiêu hết tiền, Lạc Gia cùng cô gánh không nổi. Nói xong cô ta kéo Triệu Huy rời đi. Lạc Thiên Ngưng ít nhiều có chút tiếc nuối. Cô cảm thấy áo khoác đen kia rất thích hợp với Mạc Đình Thâm. Tương Đình cau mày nói: Lạc Gia Hân không có bạn trai, mua áo khoác nam làm gì? Lạc Thiên Ngưng có chút bồn bực. Ai biết được, chỉ là sống con với tớ thôi. Thấy cô có tâm trạng không tốt, Tương Đình bước tới, nhìn chiếc áo khoác màu đỏ sậm lần nữa, nói: Thiên Ngưng, chiếc này quả thực không tệ, hình dáng giống chiếc vừa rồi, chỉ là màu sắc không giống nhau. Nhân viên bán hàng cũng nói: Đúng vậy đúng vậy, hơn nữa đàn ông mặc áo đen tương đối nhiều, màu đỏ sậm này sẽ có thêm nét riêng. Lạc Thiên Ngưng biết màu đỏ vẫn được, nhưng vấn đề là Mạc Đình Thâm sẽ mặc không?
Tương Đình kéo cô nói, tin tưởng tớ, chỉ cần cậu mua bao tải, Mặc tổng cũng sẽ mặc. Lạc Thiên Ngưng á khẩu, được. Cuối cùng thì Lạc Thiên Ngưng vẫn thanh toán tiền, cầm lấy chiếc áo khoác màu đỏ sậm, chuẩn bị một lát sau sẽ trực tiếp gửi cho Mạc Đình Thâm. Nếu không mặc thì sẽ mang về nhà cho Đàm Kiệt, không thể lãng phí. Chiếc áo khoác hơn mười mấy vạn rất đắt. Lạc Gian vừa bước ra khỏi trung tâm thương mại, liền nhét chiếc áo khoác cho Triệu Hy, cười nói, mau cầm lấy đi, biết cô thích chiếc này, cầm lấy đi tặng cho Mạc tổng nhà cô. Triệu Hy đỏ mặt nói, đừng nói nhảm, cái gì nhà tôi? Lạc Gian trêu chọc cô ta, nói bậy bạ đâu, cô cùng Mạc tổng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, người cuối cùng bên cạnh Mạc tổng không phải là cô thì còn có thể là cô gái khác chắc. Chờ cô thành Mạc phu nhân, có thể đã quên mời tôi uống rượu mừng rồi. Triệu Hy ngượng ngùng cười nhưng lại siết chặt nắm đấm. Tất cả mọi người đều cho là cô ta và Mạc Đình Thâm là thanh mai trúc mã, cô ta sẽ là vợ tương lai của Mạc Đình Thâm. Thế nhưng không ai biết bà bối mà Mạc Đình Thâm nâng niu trong tay lại là Lạc Thiên Ngưng không đáng một đồng kia. Một con nhóc làm cho Mạc Đình Thâm mê thần hồn điên đảo, thậm chí khiến Mạc Đình Thâm vì bảo vệ cô lâu như vậy mà vẫn như cũ không có công khai sự tồn tại của Lạc Thiên Ngưng. Bất quá như vậy cũng tốt, trừ mấy anh em của Mạc Đình Thâm ra, không có ai biết chuyện của Mạc Đình Thâm cùng Lạc Thiên Ngưng. Cho nên cô ta mượn danh thanh mai trúc mã này, yên tâm thoải mái để người khác nghĩ lầm cô ta là bạn gái của Mạc Đình Thâm. Lạc Gia Hân sẽ tin, người khác cũng sẽ tin, sớm muộn có một ngày cô ta sẽ là vợ của Mạc Đình Thâm. Lạc Gia Hân chọc chọc cô ta, Tiểu Hy, nghĩ gì vậy? Triệu Hy hoàn hồn cười, à, không có gì, sao vậy? Lạc Gia Hân thở dài và nói, gần đây tôi thiếu một nhà thiết kế thời trang trong studio. Nghe nói cô học thiết kế thời trang ở nước ngoài, đây không phải là nhờ cô giúp đỡ một tay sao? Triệu Hy sững sờ, ngượng ngùng cười cười, Tôi thực sự có không ít mẫu thiết kế, nếu cô không để ý thì có thể đi xem thử một chút. Không ngại, làm sao lại để ý chứ, mặc thiết kế của cô trên người đi thảm đỏ chắc chắn có thể khiến tôi tỏa sáng, đến lúc đó mọi người sẽ biết đến cô là một nhà thiết kế xuất sắc. Lạc Gia Hân sở dĩ tiếp cận Triệu Hy, ngoại trừ bởi vì mối quan hệ giữa Triệu Hy và Mạc Đình Thâm, còn có một điểm nữa, chính là Triệu Hy đã từng du học ngành thiết kế thời trang ở nước ngoài, cũng đạt nhiều giải thưởng. Hiện tại cô ta đang cần gấp một nhà thiết kế thời trang sáng giá. Hai người quyết định xong chuyện này, Lạc Gia Hân hài lòng trở về nhà, còn Triệu Hy thì đi đến thịnh cảnh của Mạc Đình Thâm. Chuông cửa vang lên, Mạc Đình Thâm nghĩ là Lạc Thiên Ngưng đã trở lại. Anh đứng dậy mở cửa, vừa mở cửa đã cau mày khi nhìn thấy Triệu Hy. Sao cô lại tới đây? Triệu Hy bị ánh mắt lãnh đạm của anh xuyên thấu, cúi đầu nói, thực xin lỗi, em làm phiền tới anh sao? Mạc Đình Thâm bắt đắc sĩ, vào đi. Triệu Hy ngẩn người ở huyền quan, rõ ràng trong tủ giày có một đôi dép lê màu hồng. Trong nhà Mạc Đình Thâm có người phụ nữ khác sống sao? Cô ta bước vào phòng khách, ngồi trên ghế sofa. Mạc Đình Thâm cúi đầu gõ máy tính, không để ý đến cô ta. Triệu Hy có chút lúng túng, cô ta biết Mạc Đình Thâm có một căn hộ ở đây nhưng chưa từng đến, hôm nay lần đầu tiên đến, rất tò mò. Em có thể tham quan một chút không? Triệu Hy hỏi, chớp chớp đôi mắt to. Mạc Đình Thâm cúi đầu một tiếng, anh thực sự không muốn ứng phó với người phụ nữ này nhưng lại không tiện đuổi cô ta đi. Triệu Hy được sự đồng ý, đứng dậy đi loanh quanh trong phòng khách, đi tới cửa phòng ngủ chính. Cửa phòng ngủ của Mạc Đình Thâm không đóng, bên trong toàn là phong cách đàn ông, phong cách màu đen trắng xám, cao nhã mê người. Cô ta đi đến phòng ngủ từ hai bên cạnh. Ngay khi cô ta mở cửa, Mạc Đình Thâm nói, đừng vào. Triệu Hy sững sờ, Mạc Đình Thâm đi tới, đóng cửa lại. Tôi không thích người khác động vào đồ của mình. Triệu Hy siết chặt nắm đấm. Cô ta chỉ nhìn thoáng qua căn phòng là có thể biết được đó là phòng của một cô gái. Một con gấu bông khổng lồ được đặt trên thảm, một vài cuốn sách và tạp chí được đặt trên bàn đầu giường, có những quả cầu pha lê rất đẹp. Ban công có một chiếc váy, đó là đồ cô ta thấy qua, quần áo của Lạc Thiên Ngưng. Đây không phải là phòng của Mạc Đình Thâm mà là của Lạc Thiên Ngưng. Hơi thở của Mạc Đình Thâm ở khắp mọi nơi trong căn hộ mà cô ta trước nay chưa từng đến này. Cô ta từ nhỏ đã khao khát được sống cùng với Mạc Đình Thâm,
Nhưng bây giờ ở khắp mọi nơi đều là vết tích của Lạc Thiên Ngưng. Con gấu của cô, cuốn tạp chí của cô, đôi dép nữ mà cô đặt ở cửa, bọn họ lại có thể phát triển đến mức sống cùng nhau. Mạc Đình Thâm liếc nhìn cô ta một cái, hỏi: cô qua đây là có chuyện gì? Triệu Hy thu lại biểu cảm, chỉ vào chiếc túi trong phòng khách. Em tới tặng quà năm mới cho anh. Hôm nay em đi dạo phố, thấy một chiếc áo khoác rất hợp với anh nên mua về. Mạc Đình Thâm bất đắc dĩ nói: Tiểu Hy, cô không cần làm điều này. Tôi cũng không cần cô mua quần áo cho tôi. Anh Thâm, anh đừng nghĩ nhiều. Em chỉ là thấy được nên mua. Anh thử xem có vừa hay không, không thích hợp em liền đem đi trả. Triệu Huy chạy về phía phòng khách, lấy áo khoác ra cầm lên, nói: anh xem, có phải rất đẹp hay không? Cửa thư phòng cạch một tiếng mở ra, Chu Tử Phạm ôm máy tính đi tới. Anh Thâm, Lăng Tiêu nói bên Mỹ. Tiểu Huy, sao em lại tới đây? Triệu Huy có chút kinh ngạc nhìn Chu Tử Phạm. Cô ta tưởng là Mạc Đình Thâm một mình ở nhà, không nghĩ tới Chu Tử Phạm cũng ở. Chu Tử Phạm nhìn chiếc áo khoác cô ta đang cầm trên tay cùng ánh mắt mong đợi của cô ta chưa kịp thu lại, liền biết cô ta đến đây là để đưa quần áo cho Mạc Đình Thâm. Từ nhỏ đến lớn, đã không biết bao nhiêu lần anh ta mong đợi nhìn về phía Triệu Hy, còn Triệu Hy thì lúc nào cũng mong đợi nhìn về phía Mạc Đình Thâm. Chu Tử Phạm biết Mạc Đình Thâm là rồng trong số người, cơ hồ là người cấp biến thái. Anh ta ngưỡng mộ anh, tôn kính anh, chịu cho anh lãnh đạo, để cho anh chỉ huy, cam tâm tình nguyện đi theo Mạc Đình Thâm xông xáo thiên hạ. Cho nên Triệu Huy thích Mạc Đình Thâm tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao chính anh ta cũng biết Mạc Đình Thâm mạnh hơn anh ta quá nhiều. Triệu Huy có chút lúng túng, cất áo khoác đi, nói: Tử Phạm, anh cũng ở đây à? Cái đó, quà năm mới của anh em không đem theo, lần sau cho anh. Chu Tử Phạm cười khổ gật đầu. Anh ta biết anh ta căn bản không có quà năm mới gì cả. Trong mắt Triệu Hy vĩnh viễn chỉ có nhìn thấy Mạc Đình Thâm. Nhưng mỗi lần ở bên cạnh Triệu Hy, anh ta đều có thể cảm nhận được rõ ràng Triệu Hy ỷ lại cùng tín nhiệm anh ta. Cho nên anh ta vẫn cảm thấy chính mình vẫn còn có cơ hội. Không khí lúng túng trầm mặc trong phòng khách khiến anh ta ngạt thở. Chu Tử Phạm cầm chìa khóa xe trên bàn lên, nói: Anh Thâm, cái đó em đi đón chị dâu nhỏ nhé, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Mạc Đình Thâm gật đầu một cái. Chu Tử Phạm cơ hồ là tông cửa xông ra. Giờ khắc này chỉ cần có thể rời khỏi phòng khách, làm gì cũng được. Triệu Huy lúng túng cười, nói: A Thâm, vậy em về trước, anh rảnh thì thử xem. Không đợi Mạc Đình Thâm lên tiếng, Triệu Huy đã rời đi. Mạc Đình Thâm nhìn áo khoác đen trên sofa, bất đắc dĩ thở dài. Triệu Huy cùng với bọn họ cùng nhau lớn lên, anh đã nói rất rõ ràng với cô ta không có khả năng, thế nhưng cũng không thể nói nhiều. Dù sao Triệu Hy cũng không phải kẻ thù, không cần thiết phải ác ngôn đối mặt. Lạc Thiên Ngưng cùng Tương Đình dạo phố xong, đi đến bãi đậu xe. Chu Tử Phạm nhìn thấy các cô, vẫy vẫy tay. Lạc Thiên Ngưng bước tới, hỏi: Mạc Đình Thâm đâu? Chu Tử Phạm nhìn không vui cho lắm: Anh Thâm có chút việc, đợi lát nữa đến nhà hàng tụ họp. Đi thôi, ăn cơm trước đã. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Chu Tử Phạm nhìn Tương Đình, mỉm cười: Tương tiểu thư, dùng bữa cùng chứ? Tương Đình đáp lại bằng một nụ cười thân thiện: Cứ gọi tôi là Tương Đình. Ba người lên xe đến Túy Tiên Cư. Túy Tiên Cư tương đối nhiều món, phòng bao yên tĩnh, gần đây họ thường đến đó ăn cơm. Đi vào phòng bao, Mạc Đình Thâm đã đợi sẵn, thấy Lạc Thiên Ngưng đi vào, kéo cô ngồi xuống bên cạnh, hỏi: Đã mua những gì? Lạc Thiên Ngưng kể một số thứ cô đã mua, nhưng nhiều người ở đây như vậy, cô không định nói ra chiếc áo khoác đó. Trong lúc ăn, Lạc Thiên Ngưng và Tương Đình vẫn luôn trò chuyện. Mạc Đình Thâm gắp thức ăn cho Lạc Thiên Ngưng, thỉnh thoảng trò chuyện với Chu Tử Phạm vài câu, nhưng Chu Tử Phạm từ đầu đến cuối không hăng hái lắm. Chu Tử Phạm còn gọi ra một chai rượu vang đỏ, kết quả những người khác đều không uống, tất cả đều vào trong bụng của Chu Tử Phạm. Sau khi ăn xong, Chu Tử Phạm đã say khướt, ôm Mạc Đình Thâm kêu trời trách đất: Tại sao em không có quà năm mới? Em đẹp trai như vậy, ưu tú như vậy, em cũng muốn có quà. Mạc Đình Thâm á khẩu. Tiêu Nhuệ lái xe lần lượt đưa Chu Tử Phạm cùng Tương Đình về nhà. Mạc Đình Thâm lái xe cùng Lạc Thiên Ngưng trở lại Thịnh Cảnh.
Lạc Thiên Ngưng mang theo áo khoác đi vào phòng khách, vừa bước vào liền nhìn thấy chiếc áo khoác màu đen trên sofa. Nhìn thoáng qua liền nhận ra, sắc mặt trầm xuống, hỏi: Triệu Hy đã tới đây. Mạc Đình Thâm sửng sốt: Làm sao em biết? Lạc Thiên Ngưng chỉ vào chiếc áo khoác trên ghế sofa hỏi: Cô ta đến đây để đưa áo khoác cho anh. Mạc Đình Thâm nhíu mày nói: Cô ấy nói là quà năm mới. Lạc Thiên Ngưng tức giận ném túi quần áo trong tay xuống sàn: Cho nên anh nhận. Cô ta mua áo khoác cho anh nhận. Mạc Đình Thâm nhìn khuôn mặt nhỏ tức giận của Lạc Thiên Ngưng, đưa tay ra xoa xoa, ngữ khí ôn nhu: Anh không nhận. Cô ấy để nó ở đây. Anh liền ra ngoài ăn tối. Anh thề chiếc áo khoác đó anh chưa hề động tới. Lạc Thiên Ngưng bớt giận một chút, nhìn chằm chằm vào mắt anh hỏi: Thật không? Mạc Đình Thâm nhìn cô: Chắc chắn thật. Lạc Thiên Ngưng cầm lấy chiếc áo khoác kia lên nói: Còn chiếc này phải làm sao bây giờ? Mạc Đình Thâm nhún vai: Mời Lạc tiểu thư tùy ý xử trí. Lạc Thiên Ngưng ném áo khoác sang một bên nói: Em mới không thèm xử trí, chính anh tự giải quyết. Mạc Đình Thâm lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Nhuệ: Đến phòng khách đem áo khoác đem đi, đừng để tôi nhìn thấy nữa. Lạc Thiên Ngưng tâm tình khá hơn, từ trong túi lấy ra chiếc áo khoác màu đỏ sẫm hỏi: Vậy chiếc này xử lý như thế nào? Mạc Đình Thâm cau mày khi nhìn chiếc áo khoác màu đỏ. Anh lớn như vậy cũng chỉ mặc qua vài chiếc quần áo có màu đỏ, số lượng không nhiều, mấy lần mặc cũng đều do không cách nào quyết định chính mình mặc gì. Lạc Thiên Ngưng nhét áo cho anh: Mặc thử đi, nhân viên bán hàng nói nhìn rất đẹp, hơn nữa màu đỏ không phải trông rất kiêu ngạo ư? Năm mới nên vui thêm một chút. Cô lẩm bẩm. Mạc Đình Thâm bất lực, chỉ có thể làm theo suy nghĩ của cô, mặc áo khoác vào. Ngũ quan Mạc Đình Thâm tinh xảo, ngày thường mặc tây trang màu đen khiến anh trông lạnh lùng cứng rắn. Chiếc áo khoác màu đỏ này khoác trên người anh làm cho nước da của anh càng thêm trắng hơn, tăng thêm đường nét tinh tế. Mạc Đình Thâm trông giống như một bá tước ma cà rồng trong đêm tối, quyến rũ trong vẻ lạnh lùng. Lạc Thiên Ngưng rất vui, cô kéo Mạc Đình Thâm đến trước gương, níu lấy cổ áo Mạc Đình Thâm sửa sang lại, nói: Có phải là rất đẹp hay không? Ánh mắt em rất tốt nhỉ. Mạc Đình Thâm một tay kéo vòng eo thon thả của cô lại, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Ừ, nhìn rất đẹp. Cảm ơn Lạc tiểu thư đã tốn kém. Lạc Thiên Ngưng đỏ mặt đẩy anh ra: Em đi về đây, về nhà. Mạc Đình Thâm cười nhẹ, cởi áo khoác ra, đi theo cô ra ngoài. Anh đưa em về. Một ngày trước kỳ nghỉ đông, các công ty lớn đều bận rộn với tiệc thường niên. Tiệc thường niên của Mạc Thị luôn luôn long trọng, ngoại trừ phúc lợi tiền thưởng cùng thực phẩm và rượu cao cấp, các nhân viên nữ còn ngóng trông có thể nhìn thấy vị thần Mạc Đình Thâm. Đối với họ mà nói, Mạc Đình Thâm là người đàn ông hoàn hảo nhất ở đế đô. Nếu như có thể nhận được sự ưu ái của Mạc Đình Thâm sẽ hữu dụng hơn nhiều so với một tấm phiếu 10 triệu đô la. Tiệc thường niên hàng năm vẫn có sự kiện như vậy, mỗi năm đều sẽ có một người có cơ hội khiêu vũ với Mạc Đình Thâm trong lễ khai mạc. Đêm nay, mọi nữ nhân viên trẻ tuổi đều đem hết cả vốn liếng chỉ vì muốn nhận được sự ưu ái của Mạc Đình Thâm. Khi Mạc Đình Thâm đến Mạc Thị để chuẩn bị cho bài phát biểu khai mạc tiệc thường niên, Lạc Thiên Ngưng đang làm ổ ở Thịnh Cảnh. Trình Giao cuối năm không có việc gì, cùng với Tương Đình đến Thịnh Cảnh với cô. Một năm này, Trình Giao và Tương Đình đã thực sự trở thành bạn thân của cô. Ba nàng không có chuyện gì làm, liền xen lẫn cùng một chỗ. Dùng lời của Chu Tử Vũ nói, chính là sân khấu kịch của ba người phụ nữ. Trình Giao chọc chọc Lạc Thiên Ngưng: Mạc tổng nhà cậu phải khiêu vũ với người phụ nữ khác, cậu thực sự không để ý sao? Lạc Thiên Ngưng nhìn chăm chú vào TV: Không để ý. Trình Giao lắc đầu: Này, cũng hết cách. Nghe nói các cô nhân viên Mạc Thị đều hướng tới Mạc Đình Thâm mới đến. Tương Đình cũng nói: Đúng vậy, vạn nhất trong bữa tiệc Mạc tổng bị hạ thuốc, thật khó nói. Nữ nhân viên điên lên thì cái gì cũng có thể làm được. Lạc Thiên Ngưng chết sững. Trình Giao tiếp tục châm ngòi thổi gió: Mạc Đình Thâm năm nào cũng cùng nhân viên nữ khiêu vũ, cũng không biết có thêm WeChat hay gì đó không? Không chắc. Nghe nói Mạc tổng bình thường khiêu vũ với thư ký, hoặc là khiêu vũ với nhân viên nào có thành tích tốt, có thể coi như là một phần thưởng trá hình. Lạc Thiên Ngưng nhìn họ, bất lực nói: Các cậu đến cùng là muốn nói cái gì?
Trình Giao bĩu môi. Người sắp bị cướp đi rồi, cậu thực sự để người phụ nữ khác xoay quanh Mạc Tổng sao? Nghe nói Triệu Hy đó cũng sẽ đi. Vạn nhất là Triệu Hy... Lạc Thiên Ngưng bục một tiếng, đặt chiếc cốc lên bàn trà. Triệu Hy cũng đi. Trình Giao gật đầu. Đúng vậy, Chu Tử Vũ nói. Lạc Thiên Ngưng vẻ mặt buồn bã nói. Tôi không phải là nhân viên của Mạc Thị, làm sao đi được? Hơn nữa, đi có lợi ích gì? Trình Giao vung ra hai tấm thư mời. Chúng ta có thư mời nha, Chu Tử Vũ đưa, đừng phí phạm. Tương Đình cũng kéo cô nói. Đi đi, coi như đi xem năm nay Mạc Tổng khiêu vũ với ai. Tôi cũng muốn đi xem thế nào. Lạc Thiên Ngưng bất lực nói. Tớ xuất hiện ở Mạc Thị lúc này không thích hợp. Tương Đình lại nhét lễ phục và mặt nạ vào người cô. Đi tham gia tiệc thường niên, người đeo mặt nạ cũng không ít. Lạc Thiên Ngưng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Trình Giao kích động nhảy dựng lên. Yes. Đoàn khuya mật sát tiến Mạc Thị. Ba người thu thập ăn mặc một phen. Lạc Thiên Ngưng và Tương Đình đều đeo mặt nạ tinh xảo. Trình Giao là khách mời biểu diễn, được đãi ngộ đặc biệt, có thể trực tiếp tiến vào tiệc thường niên. Như Tương Đình đã nói, tiệc thường niên của Mạc Thị rất náo nhiệt, cũng có một vài thực tập sinh trẻ tuổi đeo mặt nạ đến chơi. Lạc Thiên Ngưng các cô sẽ không quá xấu hổ khi chui vào. 8 giờ tối, tiệc thường niên chính thức bắt đầu. Sau khi người dẫn chương trình giới thiệu, mời chủ tịch Mạc Thị lên phát biểu, Mạc lão lên sân khấu phát biểu. Tuy tuổi đã cao nhưng khí thế vẫn còn đó. Chỉ là mấy lãnh đạo cấp cao mới biết Mạc Thị đã do Mạc Đình Thâm làm chủ, quyền hạn của Mạc lão cơ bản không có giá trị. Sau khi Mạc lão kết thúc bài phát biểu của mình, nói mệt đi về sớm, ông ấy biết Mạc Đình Thâm cũng không chào đón ông ấy. Sau đó là Mạc Đình Thâm phát biểu. Vị tổng giám đốc trẻ tuổi của Mạc Thị này vừa mới bước lên sân khấu đã giành được vô số tràng pháo tay và tiếng hò hét. Đối với nhân viên nam mà nói, Mạc Đình Thâm là tấm gương mẫu mực của bọn họ. Với sức một mình anh đã đem bản đồ Mạc Thị nhiều lần mở rộng, không ai sánh kịp. Đối với các nhân viên nữ khác mà nói, Mạc Đình Thâm là người đàn ông trong mơ mà họ hằng mong ước. Anh đẹp trai giàu có, quý phái mê người. Lạc Thiên Ngưng bĩu môi, nhiều người nhìn chằm chằm vào Mạc Đình Thâm như vậy khiến cô rất khó chịu. Sau khi Mạc Đình Thâm kết thúc bài phát biểu là màn biểu diễn của Trình Giao, cô ấy tùy tiện hát một bài hát qua cửa ải coi như xong. Hôm nay vốn chính là tới chơi. Tiếp đó, người dẫn chương trình bước lên sân khấu tuyên bố. Gia hội năm mới của Mạc Thị chính thức bắt đầu. Đầu tiên, xin mời Mạc Tổng của chúng ta chọn bản nhảy để nhảy mở màn. Triệu Hy đứng dưới khán đài kích động nhìn Mạc Đình Thâm. Cô ta thật vất vả mới lấy được một tấm thư mời, dành cả nửa ngày để trang điểm thay lễ phục. Cộng với khí chất thục nữ được tu dưỡng từ nhỏ, cô ta dám khẳng định ở nơi này không ai có thể chói mắt hơn cô ta. Vì để Mạc Đình Thâm không nhận ra, cô ta đã cố tình đeo mặt nạ. Ngay cả khi cô ta đeo mặt nạ, ban nãy cũng có vài người đàn ông đến bắt chuyện với cô ta. Triệu Hy tin chắc không có ai đẹp hơn cô ta. Mạc Đình Thâm nhất định sẽ chọn cô ta. Chỉ cần khiêu vũ cùng Mạc Đình Thâm một bài, tất cả những điều này đều xứng đáng. Mạc Đình Thâm chỉnh đốn lại âu phục, từ sân khấu ung dung bước xuống. Các nhân viên nữ dưới sân khấu sung sướng muốn xỉu. Triệu Hy cũng kích động sửa sang lại lễ phục. Mạc Đình Thâm đang hướng về phía cô ta đi tới. Cô ta liền biết mình hôm nay tới là đúng. Mạc Đình Thâm từng bước đi tới trước mặt Triệu Hy. Triệu Hy mỉm cười, còn chưa kịp mở miệng thì Mạc Đình Thâm đã đi qua cô ta. Triệu Hy lúng túng tại chỗ, nhìn Mạc Đình Thâm đi về phía sau đám đông, rồi dừng lại trước mặt một người phụ nữ đeo mặt nạ. Mạc Đình Thâm đứng trước Lạc Thiên Ngưng, đưa tay ra, nói bằng tiếng Anh. Mấy ai? Lạc Thiên Ngưng vẫn còn đang ăn điểm tâm trên bàn. Mạc Đình Thâm đột nhiên đi tới. Cô ngẩn người, cô đeo mặt nạ, Mạc Đình Thâm sao lại nhận ra? Tay của Mạc Đình Thâm vẫn ở trước mặt cô. Mọi người xung quanh đều đổ dồn tới ánh mắt ghen tị hoặc hâm mộ. Lạc Thiên Ngưng hoàn hồn trở lại, tay đặt lên lòng bàn tay của Mạc Đình Thâm, lúng túng cười, đi theo anh vào sàn nhảy. Cái này quá lúng túng, như chính mình bị bắt gian vậy. Kết quả bị phát hiện. Mạc Đình Thâm mang theo cô xoay tròn trên sàn nhảy, thấp giọng hỏi. Tới cũng tới rồi, bây giờ xấu hổ có phải là hơi muộn không? Trình Giao đưa em đến đây. Mạc Đình Thâm gật đầu, vươn tay lau kem trên khóe miệng cô, hỏi. Cho nên em tới đây là để ăn uống sao? Lạc Thiên Ngưng mặt càng đỏ hơn. Đường đường là tam tiểu thư Lạc gia,
chạy đến tiệc thường niên của Mạc Thị ăn uống, nếu truyền ra ngoài để lão gia nghe được sẽ đánh gãy chân cô. Mạc Đình Thâm, làm sao anh nhận ra em? Nàng Thiên Ngưng tò mò hỏi. Mạc Đình Thâm liếc cô một cái. Rất khó sao? Dù sao thì em cũng đã mặc lễ phục với đeo mặt nạ, cho chút mặt mũi có được không? Mạc Đình Thâm khẽ cười. Ở đây chỉ có hơn 300 người, cho dù là 3.000 người, chỉ cần em xuất hiện, anh đều lập tức có thể nhận ra em. Lạc Thiên Ngưng đỏ mặt không nói chuyện. Âm thanh dễ nghe của người đàn ông vang lên trên đầu cô. À Ngưng, anh luôn có thể tìm được em. Chỉ cần anh nhận định cô, cho dù cô ở đâu, anh đều có thể tìm thấy cô. Ca khúc kết thúc, Mạc Đình Thâm dẫn Lạc Thiên Ngưng ra khỏi sàn nhảy. Những người khác nhao nhao tìm kiếm bạn nhảy của mình. Triệu Huy bây giờ đã tức điên lên. Cô ta điều chỉnh lại cảm xúc, đi tới chỗ Mạc Đình Thâm, tháo mặt nạ xuống, cười nói. À Thâm, có thể mới nhảy một điệu không? Sắc mặt Mạc Đình Thâm trở nên lạnh lùng hơn. Triệu Huy không nên xuất hiện ở chỗ này. Cô ta theo đuổi không buông sẽ khiến Mạc Đình Thâm phiền chán. Tôi có việc phải đi, Mạc Đình Thâm nói, quay sang Tiêu Nhuệ. Đem áo tới cho tôi. Tiêu Nhuệ lập tức đi lấy áo khoác đưa tới, rũ áo mặc vào cho Mạc Đình Thâm. Áo khoác màu đỏ sẫm trên người Mạc Đình Thâm vậy mà phá lệ vô cùng đẹp trai. Thế nhưng mà là màu đỏ sẫm chứ không phải là màu đen. Triệu Huy nghiến răng nghiến lợi. Cô ta biết Lạc Thiên Ngưng đã mua chiếc màu đỏ sẫm kia, nhưng cô ta chắc chắn Mạc Đình Thâm sẽ không theo cô lộn xộn. Anh luôn thích màu đen. Chiếc áo khoác đỏ sẫm này cộng thêm Mạc Đình Thâm chủ động mời bạn nhảy, Triệu Huy không thể tin được vào suy nghĩ của mình. Triệu Huy quay sang Lạc Thiên Ngưng, nhìn chằm chằm vào mặt nạ của cô, lạnh giọng hỏi. Vị này là cô Lạc sao? Lạc Thiên Ngưng cười nhẹ. Cô Triệu thị lực rất tốt. Quả nhiên lại là Lạc Thiên Ngưng. Trong mắt Mạc Đình Thâm chỉ có thể nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng. Mạc Đình Thâm mặc áo khoác xong, phân phó chuyện tiệc thường niên cho Tiêu Nhuệ, rồi kéo Lạc Thiên Ngưng rời khỏi đại sảnh. Mạc Đình Thâm không bao giờ ở lại đến khi tiệc thường niên kết thúc. Nhân viên cũng đã quen với việc anh rời khỏi sớm, nhưng lần này anh rời đi cùng với bạn nhảy của mình, để lại cho mọi người không ít phỏng đoán bát quái. Triệu Huy cắn răng nhìn Mạc Đình Thâm đi ra ngoài, lại cho Lạc Thiên Ngưng nắm chặt áo khoác trên người, che chở cô đi về phía bãi đậu xe. Kiên nhẫn như vậy, ôn nhu như vậy là điều cô ta chưa từng có. Tại sao? Rõ ràng là cô ta cùng Mạc Đình Thâm cùng nhau lớn lên, cũng là cô ta yêu thích Mạc Đình Thâm trước. Lạc Thiên Ngưng, cái người mà không biết từ đâu chui ra này, mê hoặc Mạc Đình Thâm đến thần hồn điên đảo, cô ta sao có thể cam tâm? Ước mơ của cô ta từ nhỏ là gả cho Mạc Đình Thâm. Cô ta là đại tiểu thư Triệu gia, nhất định phải gả cho người đàn ông ưu tú nhất, chỉ có Mạc Đình Thâm mới xứng với cô ta. Triệu Hy đột nhiên nhớ tới còn có Chu Tiểu Phạm. Triệu gia và Chu gia ở nước Anh cũng là thế giao, nếu không thể với Mạc Đình Thâm, cô ta chỉ có thể lùi lại lựa chọn Chu Tiểu Phạm. Triệu Huy quay đầu lại tìm kiếm bóng dáng của Chu Tử Phạm. Chu Tử Phạm bề ngoài xuất chúng, lại là khách quen của các bữa tiệc, rất dễ đã tìm được. Triệu Huy vừa đối mặt với ánh mắt của Chu Tử Phạm, đang chuẩn bị đi qua, Chu Tử Phạm đã quay người đi. Triệu Huy xác định Chu Tử Phạm đã nhìn thấy cô ta. Mỗi lần Chu Tử Phạm nhìn thấy cô ta đều sẽ đi qua chiếu cố cô ta, nhưng lần này anh ta quay đi. Chu Tử Phạm chỉ là chưa nghĩ ra được có nên tiếp tục mối quan hệ tưởng như vô tận này hay không. Anh ta vĩnh viễn không chùn bước đi theo Triệu Hy, mà Triệu Hy vĩnh viễn nhìn theo Mạc Đình Thâm. Chỉ khi Mạc Đình Thâm không có ở đây, Triệu Hy mới có thể quay đầu nhích nhìn anh ta một cái. Đối với ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ của Triệu Hy, anh ta rất khó chịu. Anh ta nhìn thấy Mạc Đình Thâm đưa Lạc Thiên Ngưng đi, Triệu Hy lại một lần nữa bị từ chối, lại quay người nhìn anh ta. Lần này anh ta muốn tránh xa cô ta để yên tĩnh một chút. Quay người nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi một mình trong đám đông, mặc một chiếc váy trắng, đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt, anh ta bước tới hỏi. Em đến với Trình Giao và chị dâu nhỏ sao? Tương tiểu thư. Tương Đình cười nhẹ. Anh Chu trí nhớ rất tốt. Chu Tử Phạm để ly rượu xuống, đưa tay ra. Nể mặt nhảy một điệu được không? Tương Đình co nghiến lại có phần lúng túng. Tôi không biết nhảy. Chu Tử Phạm kéo cô ấy lên. Tôi dạy em, rất đơn giản. Tương Đình thực sự không biết nhảy. Cô ấy nhiều lần dẫm lên chân Chu Tử Phạm, xấu hổ vò đầu. Chu Tử Phạm không để ý,
Lần đầu tiên dạy người khác khiêu vũ, cảm giác cũng không tệ lắm. Triệu Huy ngồi trong góc nhìn Chu Tử Phạm khiêu vũ với người khác. Người phụ nữ ngốc nghếch đã dẫm lên chân anh ta không biết bao nhiêu lần, Chu Tử Phạm còn rất vui vẻ. Những người này đều điên hết rồi sao? Tại sao không có ai nhìn cô ta? Bên cạnh Chu Tử Vũ kéo Trình Giao khiêu vũ, vừa nhảy vừa cổ trách. Cô có thể để ý đến hình tượng không? Dù sao cũng là minh tinh, người khác mời cô khiêu vũ, cô nên đồng ý sao? Trình Giao bĩu môi. Anh đây không phải mời tôi khiêu vũ, tôi cũng nhảy sao? Chu Tử Vũ tiếp tục lẩm bẩm. Tôi là người khác sao? Chúng ta là người một nhà. Trình Giao đạp anh ta một cước. Câm miệng. Chu Tử Vũ đau đớn kêu lên. Cô có phải là phụ nữ hay không? Trình Giao trợn mắt. Không nhảy nữa, về chơi game. Trình Giao lập tức gật đầu. Đi đi, tôi đã sớm không muốn ở lâu. Chu Tử Vũ cùng Chu Tử Phạm chào hỏi, cùng Trình Giao trở về chơi game. Tương Đình cũng mệt, Chu Tử Phạm đưa Tương Đình về nhà. Trên đường đi ngang qua một cửa hàng nhỏ, Tương Đình xuống xe mua một quả cầu pha lê nhét cho Chu Tử Phạm, nói: quà năm mới của anh, cảm ơn anh đã dạy em khiêu vũ. Chu Tử Phạm đặt quả cầu pha lê lên xe, tâm trạng anh ta đột nhiên tốt lên rất nhiều, cuộc sống có vẻ không tồi tệ như tưởng tượng. Ngày hôm sau, Lạc Thiên Ngưng bị đánh thức bởi điện thoại di động. Trợ lý vô cùng lo lắng gửi tin tức cho cô, nói Chu Tử Vũ và Trình Giao lại lên hot set. Lạc Thiên Ngưng mở webbo ra thấy Chu Tử Vũ cùng Trình Giao chơi game đứng đầu hot set. Hai người họ đêm qua mặc đồ ngủ, đội thêm mũ lưỡi chai, chơi game tại một quán net nào đó suốt đêm, bị người khác phát hiện rồi bí mật chụp ảnh đăng lên mạng, trong nháy mắt bạo hot. Thậm chí còn có một đoạn video ngắn Trình Giao hét Chu Tử Vũ: anh lại hố tôi sẽ đánh anh. Chu Tử Vũ không chút khách khí đáp lại: tôi không có hố, tôi chỉ là phát huy thất thường. Lạc Thiên Ngưng nhanh chóng thu thập một chút, lấy hai chiếc bánh bao hấp từ phòng ăn, rồi bảo Đàm Kiệt đưa cô đến văn phòng, trên xe lần nữa xem lại tin tức liên quan. Đến văn phòng, Chu Tử Vũ và Trình Giao đang cúi đầu ngồi trong văn phòng của cô, ngừng đầu một cái, mắt quầng thâm giống như gấu trúc chạy ra khỏi vườn thú. Lạc Thiên Ngưng bất lực xoa mi tâm. Các người đêm qua không phải là dự tiệc thường niên của Mặc Thị sao? Chu Tử Vũ bĩu môi. Tiệc thường niên quá nhàm chán, tôi liền đưa Trình Giao đi chơi game. Trình Giao đang định nói là cô ấy đề nghị chơi game, Chu Tử Vũ lại nói: muốn xử lý tôi thế nào? Lạc Thiên Ngưng bất lực nhìn anh ta. Xử lý anh? Anh chơi game chút tôi còn có thể gọi cảnh sát tới bắt anh sao? Chuyện này có lớn có nhỏ, có tốt có xấu đều. Điều tôi muốn làm chính là để chuyện này biến thành lớn, chỉ thế thôi. Còn may fan của Chu Tử Vũ và Trình Giao đều tương đối trẻ hóa, đối với loại chuyện idol nhà mình chơi game này hầu hết đều không cảm thấy lạ, thích nghe ngóng. Thậm chí có người liên tục đào ID game của Chu Tử Vũ và Trình Giao xin cùng đội. Thủy Quân, Lạc Thiên Ngưng cố gắng đem tình tiết theo hướng thiếu nam thiếu nữ cùng nhau nghiện game, thiên hướng trêu đùa cùng tự diễu. Chu Tử Vũ đang web bô: tôi thực sự không hố. Phía dưới đủ loại bình luận: đại thần xin mang bay theo, tôi không tin, trừ phi anh đem tôi theo đội. Trình Giao nói anh là thần hố, giám định hoàn tất. Xin giúp tôi truyền lời tới Trình Giao, tôi muốn chơi game cùng cô ấy. Khi chuyện này dần dần lắng xuống, Lạc Gian bên kia truyền đến tin tức cô ta sắp đại ngôn game online kiểu mới, kiếm tiền. Đối với Lạc Thiên Ngưng mà nói, cô đấu cùng với mẹ con Diêu Tục Phân đã sớm bắt đầu. Bây giờ Lạc Gia Tuyết bị ép xuất ngoại, Lạc Gia Hân càng hận không thể lập tức đem cô đuổi ra khỏi Lạc Gia. Cho nên cô không còn đường lui, cô muốn trèo cao, nhất định phải đem Lạc Gian đạp xuống. Tối thứ sáu, Chu Tử Vũ cùng Trình Giao mời ba người fan hâm mộ cùng chơi game, lần nữa là lên hot set. Tối thứ bảy, Chu Tử Vũ cùng Trình Giao livestream đổi mới ghi chép lượt click trong ngày, lần nữa leo lên hot set. Vào tối chủ nhật, Chu Tử Vũ thả mình tung bộ ảnh cosplay theo phong cách của một nhân vật nào đó trong game, đã thu hút rất nhiều fan nữ rầm rộ chia sẻ, lần nữa lại leo lên hot set. Vào thứ hai, truyền thông Thiên Mặc nhận được một mail từ công ty game online Kiếm Tiên, hy vọng có thể trò chuyện chi tiết về việc đại ngôn trò chơi. Lạc Thiên Ngưng đưa Chu Tử Vũ và Trình Giao đến công ty game online. Hai người có ngoại hình nổi bật, được nhiều người biết đến, yêu thích lại am hiểu trò chơi, cùng với giá trị của người mới đã giành được lợi thế tuyệt đối.
Dù sao đối với công ty game mà nói, giá mời Chu Tiểu Vũ và Trình Giao Đại Ngôn sẽ thấp hơn so với mời Lạc Gia Hân Đại Ngôn. Mặc dù Lạc Gia Hân là tiền bối, nhưng tỷ lệ xuất hiện gần đây rõ ràng không bằng Trình Giao và Chu Tiểu Vũ. Lạc Thiên Ngưng vui vẻ ký hợp đồng. Công ty game đối với phong cách cop của Chu Tiểu Vũ vô cùng kinh diễm, cố tình đưa hai NPC mới vào game. Hai NPC này trực tiếp dựa theo khuôn mặt của Chu Tiểu Vũ và Trình Giao để thiết lập mô hình khuôn mặt, hơn nữa xếp vào nhiệm vụ chính. Nếu như muốn nhìn thấy hai nhân vật này, nhất định phải hoàn thành tất các khâu trò chơi. 3 ngày sau, Kiếm Tiên Game Online của công ty trách nhiệm hữu hạn Game Online chính thức công bố người phát ngôn của trò chơi là Chu Tiểu Vũ và Trình Giao, đồng thời đăng một đoạn video hai người chơi game. Thậm chí còn công bố bối cảnh của trò chơi, bao gồm cả hai nhân vật trò chơi. Tin tức vừa được đưa tung ra, ngay lập tức được đẩy lên hot search. Ban đầu, khi Chu Tiểu Vũ và Trình Giao chơi game, thao tác thuần thục cùng sự ăn ý phối hợp đã để lại ấn tượng sâu sắc cho nhiều cư dân mạng. Ngoài ra, trang phục trong game của hai người rất đẹp đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ trò chơi. Fan của Chu Tiểu Vũ và Trình Giao điên cuồng chia sẻ video trò chơi kiếm tiền, nhất thời được đẩy lên top 3 trong giới game. Nhiều người mê game online đang ngào hức mong chờ ngày ra mắt và bản beta công khai của trò chơi này. Việc Chu Tiểu Vũ cùng Trình Giao lần đầu đại ngôn cho game online đã thu thành công to lớn, đồng thời cũng tăng danh khí cùng danh tiếng trong giới giải trí. Lạc Thiên Ngưng biết trận này cô thắng. Năm mới sắp đến, chuyện quảng cáo đại ngôn đi qua, truyền thông Thiên Mạc hoàn toàn nghỉ lễ, Trình Giao cũng trở về Hải Thành để ăn Tết. Lạc Thiên Ngưng mỗi ngày trừ việc cùng Tương Đình đi dạo phố nói chuyện phiếm, chính là cùng ông cụ nói chuyện cho bớt buồn chán. Rất lâu không thấy Mạc Đình Thâm, có vẻ như sắp đến ngày Tết, mọi người đều được nghỉ, ngược lại Mạc Đình Thâm càng bận rộn hơn. Đêm giao thừa, theo thường lệ, nhà họ Lạc sẽ tụ tập ở đây ăn tối với ông cụ, nhưng năm nay vắng Lạc Gia Tuyết, ông cụ không nói tiếng nào, cũng không ai dám đón Lạc Gia Tuyết về. Khi một nhà Lạc Thiên đến, Lạc Thiên Ngưng đang xem TV với ông cụ. Vốn dĩ hai ông cháu đang nói cười rôm rả thì đám người Lạc Thiên đến, bầu không khí đột nhiên trở nên khó xử. Lạc Thiên Ngưng đứng dậy nói với ông cụ: "Cháu xuống bếp xem cơm tất niên." Ông cụ gật đầu để cô đi. Lạc Thiên và ông cụ nói chuyện phiếm về sự phát triển của Lạc Thị. Diêu Thục Phân ngồi một bên tiếp chuyện. Lạc Gia Hân đứng dậy lặng lẽ đi vào phòng bếp. Dạo quanh một vòng phòng bếp, căn bản không thấy Lạc Thiên Ngưng đâu. Cô ta lại đi ra hoa viên. Lạc Thiên Ngưng đang ngồi chơi điện thoại bên ngoài, không biết đang trò chuyện với ai, cười rất vui vẻ. Lạc Gia Hân bước tới, Lạc Thiên Ngưng lập tức cúp điện thoại. Lạc Gia Hân hừ một tiếng: "Lại cùng tên nào lêu lổng?" Lạc Thiên Ngưng mỉm cười: "Không chắc, có thể là anh trai Tống Dục của Lạc Gia Tuyết, hoặc cũng có thể là người nào đó trong lòng chị cả." Nhắc đến chuyện này, Lạc Gia liền tức giận. Bọn họ thiên tân vạn khổ giúp Lạc Gia Tuyết định xong chuyện hôn sự, không chỉ hôn sự không còn, còn mất một Tống Vũ Huy. Bây giờ Tống gia cơ hồ không liên lạc cùng với bọn họ, Lạc Thị cùng truyền thông Gia Hân đều bị ảnh hưởng không ít. "Bất quá tôi cũng không nhìn chúng Tống Dục, Lạc Gia Tuyết đã dùng qua, có chút ghê tởm." Lạc Thiên Ngưng bĩu môi: "Cô đưa Gia Tuyết ra nước ngoài, còn mặt mũi nói những chuyện này?" Lạc Gia Hân chỉ về phía cô mắng: "Sao lại không mặt mũi? Dù sao cũng là tôi để cho cô ta một con đường sống mới có thể ra nước ngoài. Nếu không thì bây giờ cô ta phải ở trong tù như Tống Vũ Huy mới đúng." Lạc Thiên Ngưng nhướng mày nhìn Lạc Gia Hân. Lạc Gia Hân trừng cô: "Lạc Thiên Ngưng, cô nhất định phải đấu với chúng tôi anh chết tôi sống sao?" "Thế thì cũng không phải. Không bằng chị cả nói cho tôi biết, lúc đó mẹ tôi chết như thế nào, tôi có thể cân nhắc để Lạc Gia Tuyết trở về." Lạc Thiên Ngưng nói. "Mẹ cô?" Lạc Gia Hân sương sốt nói: "Tôi không biết, chuyện này liên quan gì đến chúng tôi?" Lạc Thiên Ngưng cười bất lực. Lạc Gia Tuyết nói: "Cô ta biết sự thật về cái chết của mẹ tôi năm đó. Tất nhiên cô ta biết, tôi nghĩ các người hẳn là đều biết. Thế nhưng không ai nguyện ý nói cho tôi biết, vì vậy tôi không thể làm gì khác hơn là xem như các người hại chết mẹ tôi. Mối thù giết mẹ, tôi đương nhiên là muốn đấu đến anh chết tôi sống." "Lạc Thiên Ngưng, cô điên rồi!" Lạc Gia Hân hét lên. "Chỉ vì chuyện không có chứng cứ, cô liền muốn hại chết chúng tôi sao?" Lạc Thiên Ngưng lắc đầu: "Tôi không điên, tôi bây giờ chỉ là đuổi mẹ con cô từng người đi mà thôi.
Chờ tôi xác định cái chết của mẹ tôi có liên quan đến các người, dù chỉ là một chút liên quan, lúc đó tôi mới có thể thực sự giết chết các người. Ánh mắt cô âm u lạnh lẽo. Lạc Gian ngây ngốc một hồi, giơ tay lên muốn đánh cô, nhưng khí lực to lớn lại bị Lạc Thiên Ngưng vững vàng chặn lại. Cô nghiêng đầu cười ngây ngô vô hại. Chị cả, đừng tùy tiện làm như vậy. Chị xem, Lạc Gia Tuyết lúc nào cũng thích động thủ với tôi, bây giờ bị đuổi sang Mỹ, không được trở về. Người làm chạy tới, cúi đầu nói: Đại tiểu thư, Tam tiểu thư, lão gia gọi các cô ăn cơm. Chuyện của chủ nhà, bọn họ là người làm không dám nhìn nhiều. Huống chi đại tiểu thư nổi danh ngang ngược càn rỡ. Tam tiểu thư mặc dù ngày thường là người ôn hòa, nhưng cũng không phải là ngọn đèn đã cạn dầu. Lạc Thiên Ngưng hất tên Lạc Gia Hân ra, lấy tay phủi phủi quần áo, nói với người làm: Đã biết, đi thôi.